Xin chào anh chị nhà đầu tư đã đến với kênh nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam là wi Stop Thị trường hôm nay là phiên như thế nào? Lại một phiên tăng điểm nữa phải không? Hôm nay mọi người thấy có một cái sự đặc biệt trong cả ngày hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 8 là gì? Là rất nhiều cổ phiếu Benny nổ Ita trần Ita phá sản không biết phá sản không mà lại trần HAG trần HNG trần TTF cũng gần trần FIT cũng gần trần rồi gì nữa, DLG, HQC, Long Điền hay là gì? hay là rót không rót đó thì người hay là hôm nay là một ngày giao dịch thế nào gần như tất cả chúng ta đều vui không, tất cả chúng ta đều vui những cái gì đó bị bỏ quên không, những cái gì đó bị bỏ quên lúc trước thì bây giờ nó đánh đau đánh nó cũng đã đánh luôn rồi tức là chúng ta không hề bị, bị gì bỏ rơi cũng như là gì những anh chị mà đã chịu khó kiên nhẫn mà giữ cổ phiếu trong những giai đoạn vừa qua anh chị đều đã có được thành quả nhất định con nào nó cũng sẽ lên không con nào nó cũng sẽ lên tuy nhiên nó vui là nó chỉ vui cho anh chị cầm hàng thôi chứ nó không hề vui cho những anh chị gì những anh chị đang muốn mua hiềm vào những anh chị đang muốn mua hiềm vào chắc chắn với cái thị trường như thế này anh chị mua vào cái xác suất lỗ của anh chị rất cao nếu anh chị cần chọn bậy là coi chừng cổ phiếu nó không tăng bao nhiêu mà một khi nó quay đầu là nó nằm sàn nha lưu ý nha thì với cái trạng thái thị trường này thì chúng ta sẽ cùng đi phân tích trong bản tin tối hôm nay <laughs> đầu tiên là gì chúng ta sẽ coi qua nước ngoài Hôm nay lại tiếp tục mua quá kinh, mua mươi 182 tỷ, mua HPG 100 tỷ, Ồ, đây, ở đây là 10 phiên phải không, dạ đây là gì, đây nào người thấy đây nè, mua 370 tỷ, hôm qua mua 660 tỷ, hôm nay mua 370 tỷ, quá kinh, nước ngoài gần như mua rồng, rất mạnh, tự doanh, tự doanh, đây là số liệu của một phiên hôm qua, 1 tháng 8, tự doanh, hôm qua mua mạnh, đất xanh, KBC, vẫn là mua rất mạnh, người thấy rất mạnh không, gần như là mua rồng không, Ha, mua rồng không thì trạng thái này là ok rồi nhìn dòng tiền lớn là biết là thấy ok mình nhìn qua thế giới thế giới đang lúc qua đang làm bản tin đó thì nó đỏ nhẹ thật ra là nó đỏ nhẹ cả phiên hôm nay rồi nhìn chung có một cái điều khá là lạ đó là buổi trưa hôm nay có một cái tin đó là tin bà bộ trưởng Mỹ hay gì đó bỏ qua bảo hâm Đài Loan cái nhà đầu tư chúng ta xả ra khá là mạnh trong nhịp này nè ngay chỗ cái nhịp vừa mở cửa ra tự nhiên mọi người bán quá thời bán luôn vì mọi người quan ngại cái gì đó mà cũng không hiểu à, mọi người quan ngại về cái tin đồn gì đó không hiểu rồi tự nhiên cái bán ra bán đã rồi sao rồi cái cổ phim nó lại lên lại Thấy không? nó lại lên lại thậm chí nó còn chạy rất mạnh thì đây là cái, cái cấu hữu của nhà đầu tư Việt Nam là gì? Nghe mấy cái tin ở đâu đó ở trên thế giới và chúng ta sợ. Trong khi bản thân cái quốc gia của họ ví dụ như Mỹ là US30 của chỉ số tương lai đi thì mọi người thấy nó có giảm đâu. Thật ra nó giảm 136 điểm nhìn nó thì tưởng nó nhiều so với Việt Nam, phải không? Là nhìn tưởng nó nhiều nhưng mọi người lưu ý cái tổng chỉ số của họ là bao nhiêu? Là tới đây nè, đây là cao nhất là bao nhiêu? 32.800 và hấp nhất là 32.664 Vậy có phải là nó lớn hơn bao nhiêu lần Việt Nam không à, Lớn hơn bao nhiêu lần so với nước Việt Nam chúng ta Nước Việt Nam chúng ta y ạch ở 1.200 Không biết đi lên nổi nghìn 300 không Không biết đi lên nổi 1.300 muốn khùng luôn rồi nào tổng 20 năm vẫn quanh 1 200 phải không người ta tới 32.000 người ta gấp bao nhiêu lần chúng ta ít nhất là 30 lần Đúng không 29 30 lần so với thị trường chúng ta thì nó giảm 100 hay mấy điểm là chuyện bình thường nên chúng ta mà cứ vinh vào cái thế giới thấy nó giảm đỏ đỏ mình sợ hở chiều cái mình hù cái nó bán ra hết mình bán ra hết là mình bán hàng tại vì thế giới nó thật ra tính ra với 127 điểm này chỉ tới là bằng Việt Nam giảm một điểm 2 điểm có khi là chỉ ra không phết mấy thôi nha lưu ý rồi giá dầu thì sao? Giá dầu đây mọi người thấy nè, hôm qua rơi rất mạnh phải không? Rơi xuống dưới 100. Rơi xuống có lúc về tính 98 luôn, 98 đô. Nhưng dầu Việt Nam nó tăng, mọi người thấy rõ ràng không? Dầu Việt Nam nó tăng. Chứ nó đâu hề giảm, nó ra chúng ta coi vào những cái thế giới này, mình nhìn vào xong sáng mình bán ra dầu khí là mình bắt hàng. Hôm không? Đây qua sẽ cho anh chị coi một cái điều là gì là sáng nay quan lại cho anh chị mình mua thêm dầu, mình không hề bán ra phải không? Dầu sáng nay quan cũng có nói nè. Đây tổng kết uh, sáng ngày uh, phiên sáng đây là tổng kết phiên sáng nha coi đầu phiên sáng vừa vào thị trường vừa vào đây tám giờ bốn mươi hai mươi tám giờ bốn mươi hai là bắt đầu vào phiên sáng bắt đầu vào phiên sáng thì sao mình cho chốt lại một số cổ phiếu cái này hồi mình nói sao không nhưng mà xuống đây nè đây Khúc, khúc khoảng khúc ngày đây qua hình như qua có kêu nè ăn cổ tức thì chọn bvd đầu cơ thì chọn bvc cơ bản tốt thì chọn br à, dầu khí đỏ nhẹ là khá tốt vẫn mua được đây nè mới vừa buổi sáng vào là quan cứ nói một người ngay lập tức nè bản tin sáng nè mọi người không tức là gì tức là anh chị nhà tư chúng ta ban đêm á mình ngồi mình coi dầu thế giới mình thấy dầu thế giới giảm mạnh quá cái hôm nay sáng mình sợ mình bán ra và kết quả người thấy không tất cả những anh chị bán dầu ra hôm nay mất hàng nếu anh chị buổi sáng chọn bvd anh chị có thể lời khá lớn nè hoa sẽ cho anh chị coi đây ví dụ con bvd đi sáng nay đây sáng nay nào người thấy nè cái cây nến của nó nè đây là phải không có phải sáng nay nó bị mở cửa hấp không do sao do anh chị mình sợ thì từ dưới đây nếu anh chị mua giá đỏ buổi sáng làm khoảng hai phần trăm đó thì từ đây lên đây anh chị lời được nhiêu 3,6 nếu anh chị đánh tay không à, nếu anh chị đánh tay không thì từ đây lên đây anh chị có thể lời được nhiêu 6% trong một phiên đánh tay không nha tức là sáng đỏ mình mua trưa xanh mình bán không à, là anh chị lời được 6% một phiên có thơm không hề ít nha không hề ít vì đây là đánh tay không đánh dựa trên số hàng tây không là gì qua đó hướng dẫn khá nhiều rồi qua sẽ không nói lại nha rồi cũng như là gì cũng như là cái điêu ăn cổ tức con bvd mình nói anh chị từ đâu mình nói anh chị từ dưới đây nè từ những cái vùng dưới đây là mình đã kêu anh chị muốn nhặt cổ tức BVD thì nhặt vào mua vào mà giữ đó đi không thì bây giờ người thấy đã ăn được khá là nhiều rồi tại vì mình kêu mua ăn cổ tức là quanh giá 16 tức là mình mua nhiều khá nhiều con này nhưng mà qua lại nói những anh chị mà cần mua him ăn cổ tức là lại mua him con BVD có gì đâu thì nay người thấy nó lại tăng tiếp đó nó đâu có giảm đâu tức là càng lúc mình càng nghi nó càng lên thôi không? mình càng nghi nó càng lên thôi rồi đó là cái trạng thái đầu tiên qua muốn nói với mọi người là gì chúng ta đừng nhìn vào thế giới quá nhiều không đừng nhìn vào thế giới quá nhiều để rồi ảnh hưởng đến quyết định giao dịch vì luôn luôn hàng ngày nha hàng ngày có đều nhận được những cái câu hỏi của anh chị nhà đầu tư hỏi là như ví dụ như gì thế giới nó như thế này có sao không em thế giới như thế này có sao không em thì nhìn chung á mình chỉ đã nói rất nhiều lần rồi chúng ta không nên đặt nặng cái vấn đề thế giới vào trong đầu tư ở Việt Nam thường thường người ta nói gì người thành công có lối đi riêng và ở Việt Nam thường là gì luôn luôn làm ngược lại với thế giới luôn luôn làm những cái gì đó khác với thế giới cái này thì anh chị học viên anh chị sẽ rõ cái này trong bài tin tức bài số 7 mà đã từng nói rồi phải không Việt Nam luôn luôn có lối đi riêng nha luôn luôn có lối đi riêng người ta xanh chưa chắc chúng ta xanh người ta gãy chưa chắc chúng ta gãy nha lúc nào cũng vậy thôi rồi tiếp tục chúng ta sẽ nói về thị trường chung nãy giờ mình nói lan man bên ngoài phải không thị trường chung hôm nay mình sẽ nhìn đến một một giờ để cho nó dễ nha một giờ để cho anh chị nhìn rõ một tí tại vì nhiều anh chị sẽ không nhìn được nếu mình nhìn đến lớn quá nha đến một ngày đây mọi người thấy đây nè đây mình sẽ zoom lớn ra thì mọi người sẽ thấy đâu cái gấp đau bữa mà có nói là gì một hai ba sáu tới một hai hai mốt không là cái gấp đau ngay đây đây bắt đầu từ vùng này nè đó đi lên đây 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 là cái gấp đau hôm nay nó lắp chưa hôm nay nó lắp rồi phải không nó lắp toàn bộ cái gấp này rồi đây là cái gáp này nè mọi người thấy không ngay cái gáp ngay đây nè nó đã được lắp trong phiên hôm nay có rung lắc không có rung lắc đâu mọi người thấy rõ ràng nè nay nó tăng lên nó chạp đúng cái điểm này nè phải không nó rung lắc xuống nó, nó gãy xuống để cho anh chị uh, rủ hàng anh chị bên đây ra nè rủ xong nó kéo tiếp nhưng mà bên đây lại có xuất hiện một cái gáp nữa nha cái gáp này là quan nghĩ nó sẽ chinh phục được luôn nhưng chinh phục xong là bắt đầu canh bán đó đây nè cái gáp này nè mình nhìn ở trên đây cho nó dễ nha À, rồi thì hôm nay qua sẽ phân tích bằng cái đồ thị này 1284 là cái giá cao nhất của gáp và một và giá hấp nhất là cái gap này là bao nhiêu 1261 đây là thị trường chúng ta sẽ đi lên vùng này thì quan nghĩ nó sẽ chinh phục được vùng này nếu nó mạnh nó có thể lên được tận bao nhiêu ngàn ba luôn đó là cái target của nhịp này và mọi người lưu ý tháng này đáo hàng phái sinh nghĩ quan nghĩ rủi ro nó sẽ rất lớn vì sao vì mình nhìn vào cái gì mình nhìn vào vn 30 f1 manh này viên 30 f1 manh người ta long và từ dùng dưới đây nè không là dùng mà của tháng 7 quanh quanh đây đúng không? Quanh đấu đáo hạn tháng 7 xong là khoảng tháng mấy? Tháng 7, tháng 7 phải không? Thứ năm nha. Thứ 5 tuần 3 hàng tháng phải không? Là mình coi lại tháng trước đi. Thứ 5 tuần 3 hàng tháng. 21 tháng 7 là ngày đáo hạn của tháng trước phải không? Thì tính từ sau 21 tháng 7. Có thể người ta đã gom lon cho hợp đồng mới từ dưới đây luôn rồi thì nhìn chung là từ dưới đây lên đây lãi bao nhiêu 100 Ví dụ lãi bao nhiêu? À, bao nhiêu điểm rồi? phải không? Mình sẽ tính được số điểm, không? Số điểm là rất khá là lớn rồi, phải không? Từ dưới đây nè, quanh 12 195 lên tới nhiêu? Tới đây, phải không? 50 điểm, phải không? 50 điểm nếu mình tính theo đồ hội phát sinh là lại là lãi khá là nhiều. Mà lãi nhiều thì mọi người nghĩ là người ta có chốt trong đáo hạn không? Nó thành ra tới đáo hạn rủi ro nó sẽ rất lớn. Anh chị lưu ý nha. Nó thành ra là giai đoạn này anh chị muốn mua thì anh chị nên chọn cổ phiếu ok nhảy vô mua được nhưng nếu để lên cái vùng trên đây nè cái vùng trên đây nha là cái vùng gì Benny đã chạy thứ nhất Benny chỉ báo thị trường Benny đã chạy thứ hai nhà tư có lời lớn mọi người bây giờ mọi người lên Facebook á mọi người xem các gì không phải là xem các khuyến nghị mua mà mọi người xem cái gì xem người ta khoe lại rất nhiều gọi là những cái gì những bài khoe đã về bờ nha đã về bờ sau một thời gian rất dài mọi người thử lên Facebook đi nhiều lắm thì sao thì cái trạng thái lên tới đây rất nhiều người về bờ ai cũng về bờ ai cũng có lại Đúng không dài lộ Đúng không? câu hỏi đặt ra là ai lộ thì nhìn chung quá là lên trên đây quan nghĩ là rủi ro nó rung lắc mạnh là có và ở đây mọi người lưu ý thị trường chúng ta còn cái gấp ấp như đây nha cái gấp ấp một một đây nè một nghìn hai trăm đây nó còn cái gấp ấp nè Mọi à, người hãy nè hôm đợt đó đánh bức lên người hãy nè chúng ta có ảo tưởng cỡ nào là nó không lắp nhưng kết quả nó vẫn quay về nó lắp xong nó chạy tiếp đó mọi người thấy không tức là gì tức là nó vẫn có thể rủi ro là lên trên đây xong nó gãy thẳng gì đây người biết có thể không ai biết được với cái thị trường việt nam đó thành ra là chúng ta nói gì chúng ta chỉ phân tích mua mạnh mua ok mua tốt mua gì đó ngon ở dưới hấp thôi chứ bây giờ lên trên đây là không mua nữa hôm nay qua dành khá là nhiều thời gian trong bản tin để nói về phần đầu tiên 10 phút là gì về cái phân tích này để anh chị hiểu là mình mua không phải là cái gì cũng ok đâu chúng ta nên biết điểm dừng nha chúng ta nên biết điểm dừng và chúng ta nên không nên quá ảo tường hôm nay Benny đã chạy rồi nha Benny Benny chạy thì nó không gãy ngay có nhiều anh chị sẽ nói là ngày mai phải bán ngay hơn hơn đó là không tại sao tại vì mọi người cũng phải hiểu ví dụ như những cái con như vậy với hg đi con qua hg quan kêu người mua rất nhiều ở đâu ở dưới giá quanh ba bốn anh chị không mua phải không lên đây sao mua được thì hường hường qua nói là gì mình gom dưới đây sẵn đi lên trên năm mình bán thì anh chị đã gom sẵn thì hường hường nó sẽ chạy lưu lên tiếp một đoạn nữa ví dụ đây mình nhìn đề đi vùng target là khoảng năm đi ha thì khoảng giá năm trên đây thì nó phải chạy hẳn lên đây nó mới bán cho anh chị chứ nó mới bán ra chứ bây giờ nó mới kéo lên cái anh chị đòi mai bán liền là sai vì sao vì nó mới bắt đầu chạy thôi, phải không? Nó mới bắt đầu chạy sau thời gian tích lũy cả tháng thì bây giờ nó mới bắt đầu chạy thôi. Thì nó không phải đi thêm một đoạn xa nữa nó mới bán ra cho anh chị chứ nó phải có lời nó mới bán ra chứ. chứ bây giờ chúng ta bán ngay, phải không? Chúng ta bán ngay khi nó benny vừa nổ là hường sai. Vì sao? Vì chạy ít nhất cũng phải chạy gần tổ chức một tí tức là chạy uh, chạy hàng á ít nhất cũng phải chạy gần cái ngày tổ chức chạy một tí chứ anh chị chạy trước nó quá lâu không? tức là nó mới bắt đầu kéo anh chị đã lo chạy rồi thì hey, anh chị sẽ ngứa tay và anh chị cũng sẽ mua lại nó trên đây ví dụ là đây nó tạo cái nánh đẹp anh chị lại mua lại thôi anh chị mua lại anh chị mới chết nha nó thành ra là chúng ta cũng đừng nên quá hoảng loạn hôm nay có nói rõ với mọi người ví dụ như lúc chiều nè lúc chiều có đất xanh này qua sẽ câu người coi nè <laughs> đây đất xanh lúc uh, chiều đây nè đây là đất xanh vật xanh nè Thì nhìn chung qua có nói với anh chị là vừa đầu phiên vô nè Phái sinh sọt điều chỉnh rồi ai Lắc mạnh một tí Có thể về quanh vùng này thì nhìn chung là gì Sẽ có hồi lại Chúng ta không bán háo không? không bán háo đã bán rồi thì đừng có bán nữa Không hoảng loạn bán háo Nó sẽ hồi qua sẽ nói rất nhiều lần trong phiên đó là đã nhấn mạnh cho anh chị là gì không nên hoảng loạn không nên hoảng loạn mất hàng đó nhìn chung mới là nó sẽ có cách để nó lưu anh chị trở lại thì cổ phiếu thôi rồi đó là cái phần đầu tiên tiếp tục chúng ta sẽ nói về gì nói về các cổ phiếu trụ sabico đánh kinh quá trời kinh luôn phải không nhìn chung là chúng ta qua cũng không, không ngờ nó có thể đi bứt luôn cả cái vùng này bứt luôn cả cái dùng này, cái dùng này phải không đánh như thế này gần như dựng 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 thì mọi người cứ hiểu đi mọi người cứ hiểu một điều là bây giờ nó dựng dựng vậy một khi nó quay đầu thì thị trường chúng ta còn cái gì nữa mà nói phải không tức là không còn cái nịt luôn đó tại vì sao đây là trụ lớn của thị trường nó kéo dựng như thế này thì chắc chắn nó phải chỉnh phải không mà khi nó chỉnh anh chị phải biết là một cái con sapeco nó kéo nó có thể kéo được cả thị trường mấy điểm thì ngược lại khi con sapeco giảm nó sẽ giảm được thị trường mấy điểm phải Mọi người phải hiểu hai chiều Tức là chiều tăng ok cũng được Nhưng mà tới chiều giảm thì sao Mọi người phải đặt câu hỏi là bây giờ nó tăng dựng dựng như thế này Từ đây từ dưới đây lên đây bao nhiêu giá rồi phải không? Đi đâu nhiêu đi 35.000 Việt Nam đồng rồi Tăng hai mươi mấy phần trăm rồi phải không? Một viên 30 tăng mạnh như vậy Thì mọi người hiểu một điều là khi nó quay đầu nó chỉnh Ví dụ nó chỉ chỉnh từ đây về đây thôi Là nó ví dụ nó chỉnh về 170 nó test nền thôi đi Từ đây nó về 170 nó test nền Nó cũng đánh cho thị trường chúng ta ọc máu rồi mọi người nhớ hồi đó cái giai đoạn nào cái giai đoạn qua từng kể mọi người nghe không hết anh chị từng đầu tư đi là giai đoạn này giai đoạn này nè nhớ cái kỳ mà con VHM nó bơ anh chị nó gãy từ đây xuống đây không? Hoặc là nó gãy bên, bên đây đoạn bên đây không? Chỉ một riêng một con VHM nó giảm nó cũng sẽ kéo to thị trường chúng ta cắm đầu heo Cổ phiếu nằm sàn hoặc là cổ phiếu bay màu nát bấy hết trơn Thì đơn giản thôi kéo trụ như thế này thì cũng thể hiện là gì? Nếu những con trụ này quay đầu thì chúng ta cũng chết heo luôn nó thành ra mọi người lưu ý nha đây là những cái rủi ro này mình tìm mẫn đó giờ nó kéo thì ok nó đi ngang thì ok nhưng mà chỉ cần nó chỉnh một cái là chết nha tiếp tục masan mà anh nhìn chung vẫn kẹt dưới cái giá nhiều vẫn kẹt dưới cái giá đây là cái giá 112 cỡ đó khoan của quanh 112 thì anh chị cứ lưu ý khi nào nó bước qua 112 anh chị có anh chị đang có hàng mua gia tăng hiếm Không biết đâu nó lên được như 120 nếu nó đánh mạnh như Sabico biết đâu nó lên được trên đây cái này mình không biết nha nhưng mà nhìn chung điểm mua nó là ở đây cho anh chị muốn gia tăng tại vì đây là cái cốc nè đây là cái tay cầm nó đã hình thành xong hết rồi chỉ cần xác hiếu một cây xác nhận thôi thấy cái biên độ nó cũng đang mở hơi nhẹ nhẹ mà không thấy nó kéo nha MWG, MWG đây em thấy rõ ràng nè, qua nó rất nhiều phải không? Mình cứ bán ra nó lại tăng thôi chứ đâu có giảm đâu. Đây nè, nó nay nó bước qua được cái trên giảm đó. Hôm nay nó bước qua được cái trên giảm nhỏ ngay đây nè, nó rủ anh chị ra xong rồi đó. Thường thường với cái trạng thái này Mở Blue g có thể là nó bước qua giá 62.7. Anh chị đang có hàng có thể mua hiểm nhưng mua thêm target lên khoảng 66 nếu đánh ngắn đánh dài có khi lên được 68, 70 gì đó, nhìn chung là bạn nghĩ nó vẫn có thể đi lên được chứ nó không gãy đâu. À, không gãy đâu và có khi sao gãy thì những con này sẽ là con đỡ lại con sao cô nha. Yeah. Hy vọng là có đỡ chứ để một mình con sao mà nó kéo thị trường đi xuống có khi là xong luôn. Yeah, xong luôn. Nhìn chung là nó sẽ vận động uh, rít với nhau, đúng không? này gãy thì kỳ lên. Nhưng mà vẫn phải cẩn thận vì mình không phải là lắm ít tiền không phải là lắm ít đây FPT hôm qua có nói phải không đây là mẫu hình nến gì Morningstar chứ gì nữa cái này trong quá học con có dạy cho anh chị nè Morningstar một mẫu hình nến để có thể dự báo trước từ bản tin phía trước rồi bản tin nào bản tin 284 và đã nói rồi nếu mà nó buổi sau nó đánh lên được thì nó sẽ ra Morningstar thì ra Morningstar thì sao bùng nổ đánh lên được không có thể làm được không khi sabico quay đầu con này có thể chạy lên chín mấy thì những anh chị mà khách hàng đã mua bên đây hôm nay mọi người có mua him không nếu người chưa mua him mọi người hãy canh giá 86 nó bước qua 86 cũng là một điểm anh chị có thể mua him vào với fpt target là trên 9 x Kênh bạn nha binzi nay đánh hôm bữa là đã lên trước một cây thì nay tích lũy lại như bình thường phải không bình thường đây là gì nó đang hấp lại những anh chị đang kẹt bên đây nè những anh chị đang kẹt đây nè hoặc là những anh chị dưới đây có lại chốt ra nè thì trạng thái này Benji thường thường nó sẽ tích lũy thêm một hai phiên hoặc là mai nó nổ luôn lên đây nhìn cho anh chị có hàng cái giữ nó sẽ lên trên 120 nha còn lên tới đâu thì tùy thôi tiếp tục là gì vít hôm nay kéo quá kinh luôn phải không nhìn chung cái con này xu hế chung nó vẫn đi đi xuống không. nói hẳn là xu hế chung nó vẫn đang đi xuống đây nó vẫn đang đau trên Hường hường những con này thì mình không thích đầu tư và anh chị nhỏ lẻ chúng ta cũng hàng chế gớ vào thật sự nhìn xem cô kẻ đã không đã nhưng mà ăn được không bỏ vô nó 100 triệu đánh 100 lần không ăn cao lắm được 10 lần không nó hẳn là cho dù mình có giỏi kỹ thuật thì hường hường ăn cao lắm được 10 lần thôi thì với mấy con này nhìn thì nó cũng đánh cũng đẹp đó không nó cũng đẹp đó nhưng anh chị nào có hàng á có nghĩ là mình có thể trung bình giá được khi nó vượt qua 68 còn những anh chị mà muốn mua vào thôi, quan nghĩ là hiếu gì cổ phiếu không đầu tư mà đi đầu tư mấy con này nha. Yeah. Rồi tiếp tục là gì? Vinamilk không tăng nổi, không, không tăng nổi, nó hẳn là cũng không tăng nổi. Hôm trước nhìn cây đẹp quá, hôm nay là đóng cửa hôm chiếu và có cái nhịp đánh mạnh nè. Đây đây mọi người nhìn lưu ý cái nhịp ngay chỗ buổi sáng ở đây nè. 74.2 kéo khá là mạnh vượt 74. vượt 74 là vượt cao cái đỉnh đó. vượt qua cái cái kháng cự nhỏ ngày 74 bốn bứt qua được kháng 74 luôn nhưng mà lại không tăng lên được phải không? Không tăng qua được 74 kết phiên là quay xuống đóng cửa hàm chiếu đỏ nhẹ. Nhìn chung cái trạng thái này qua nữa nó rồi, nếu mà thị trường có biến là mấy con này đi xuống liền đi xuống rủ anh chị ra. Tại vì đơn giản thôi, kẹt trong đây nhiều không? Nhiều quá nghĩ nhiều. Tại vì nhỏ lẻ mình được bơm hỏi nhiều và bắt đầu mua vào nắm giữ và từ đó tới đi nó có tăng mạnh ở đâu, không? Nó có tăng mạnh ở đâu. Cứ tưởng là nó tăng nhưng kết quả lại không tăng nữa không? cứ lình xình, lình xình xin vậy thì càng lúc càng đủ nhiều thôi. Rồi, đó là cổ phiếu Vinamilk. Tiếp tục mình sẽ nói cổ phiếu gì VHM, VHM nãy mình nói. Chưa nói phải không? Nhìn chung là đèn này hơn hai nè. Đánh lên một cây, tích lũy một cây bữa sau đánh thì quay lại con gì Đây, đánh lên một cây, tích lũy một cái em biết đâu chừng ngày mai dựng cờ phải không thì đây VHM đánh ngày phải không nhìn chung với VHM là target quanh sáu là target ngắn hạn nếu cho những anh chị gom này nè còn ví dụ lên đây anh chị chưa muốn bán biết đâu lại chạy lên trên nhìn chung mấy con này đánh khá là khó phân tích lắm nha khó phân tích lắm và khi nào anh chị nghĩ nó ngon nhất là coi chừng anh chị tiêu và ở đây thì qua dẫn khuyến nghị là gì không nên đầu tư mấy con này anh chị có hàng thì cứ giữ bình thường phải không canh chốt ở đâu đó tùy nhìn chung chốt cổ phiếu cũng là một phần may nè. BVH nhìn chung là cái con này á, nó sao mọi người thấy rõ ràng không nó cứ tăng mạnh một cây xong nó tích lũy lại nó tăng tiếp hoặc nó rũ xong nó lại tăng mạnh lên nó tích lũy lại xong nó rũ nó lại tăng mạnh một tiếp không trung quy nó dẫn lên đi lên Chú quy ở đợt này lên thì cái trạng thái này của BVH thì nhìn chung có cái giữ bình thường mình mua nhiều quá rồi mình không có mua thêm con này nữa anh chị có hàng anh chị cứ giữ bình thường có thể nó sẽ tích lũy vài cây sau đó nó bùng nổ 64, 65 mình bán hết nếu mình bán hết chờ chỉnh lại mình mua lại chứ có đâu nhìn chung là BVH ở đây là khá là gần target và sẽ không tư vấn mua nữa mình đã tư vấn ở hấp ở dưới rồi ở hấp ở đây mình cũng tư vấn rồi ở đây so với trên vẫn hấp hơn không hấp hơn khá nhiều thì ở đây anh chị có cái giữ bình thường và chờ đợi nó đánh lên trên vùng mà. Trên khoảng 63, 64 gì đó mình sẽ hạ ra Hạ trước một phần Sau đó chờ nó chỉnh mình mua lại thôi Rồi tiếp tục là gì <laughs> Tiếp tục là VRE. VRE thì nhìn chung quá là đánh một cây Tích lũy một cây Lại đánh một cây Tích lũy một cây phải không Nhìn chung VRE, quan nghĩ nó có thể lên được quanh giá như 31 luôn Anh chị đâu có hàng Quang nghĩ cứ giữ bình thường Còn mua mới thì thôi Không nên mua Do nó kéo sốc như thế này Nó dựng dựng như thế này thì Khó đầu tư nha Khó đầu tư và VIN30 Bức giá khá là khó canh nó hẳn là khó canh nói thì nó nghe nó hay vậy đó nói thì nghe nó dễ ăn vậy đó nhưng mà thật sự vô trong phiên thấy cũng không mua được nó không thấy cũng khó mua được do nó khó canh lắm nha nó khó canh nó hẳn là khó canh lắm bản thân mình đôi khi đầu tư canh vin 30 chỉ dám canh những cái con nó tương đối đơn giản nên nó tương đối đơn giản và nó có khá nhiều người giao dịch mình mới có thể canh nổi chứ thật ra những cái con như vậy khó canh lắm mọi người mọi người không đầu tư mọi người nhìn nó cái đồ thị mọi người sẽ thấy nó đơn giản lắm nhưng mà khi mọi người muốn mua nó, mọi người nhìn vào Thì sẽ thấy một điều đó là gì Nó không hề dễ như vậy Và cái bước giá nó rất lệch nhau Nó rất lệch nhau giữa điểm mua, điểm bán, điểm bức, điểm này, điểm nọ Nhìn chung là không thích hợp cho nhỏ lẻ Trừ khi anh chị đầu tư dài hàng Anh chị đọc nhà đầu tư để tiền vô cổ phiếu là chỉ để chi Chỉ để là cho tiền được mất giá thì anh chị có thể đầu tư thôi Còn lại những cái con này thì không khuyến khích nhỏ lẻ đầu cơ Nhảy vào, à, đa phần ai cũng nói mình là nhà đầu tư nhưng thật ra đa phần đều là nhà đầu cơ thôi bản thân mình cũng nói hẳn là mình đầu cơ chứ mình cũng đâu có đầu tư bất đắc dĩ mình mới hành nhà đầu tư thôi cái này thì nó vui cho chia sẻ với nhau vậy thôi rồi tiếp tục mình sẽ nói tới cổ phiếu ngân hàng stb Hôm nay Vietcombank kéo rất kinh hoàng, bước qua trên giảm, test test test, bước lên chỉnh chỉnh, lại bước lên tiếp, phải không? Thì nhìn chung là target là 81, 82, cái này là Vietcombank lâu rồi mình không phân tích, nhưng mà có sẵn hình, không? Có sẵn hình vì sao? Vì những cái phiên trước mình có phân tích rồi, con này thì nhìn chung là gì? Kéo trụ thôi, phải không? Kéo trụ thì nó lên thôi. Và những con này nó đang tăng như thế này thì ok, nhưng mà nó quay động cái thì chúng ta cũng mệt nghỉ. HTB đeo người thấy nào nó đang tăng có nổi đâu em ta có nổi đâu, đâu. xui nó quay về nó test nha xui coi chừng nó rủ nha xui coi chừng nó rủ về 23 thì qua vẫn kỳ vọng là gì nó sẽ đi ngang một hai phiên sau đó nó ít lên dít lên nhiều dít lên lắp cái gáp ngay giá 27 ngay 27 nó còn gấp đau lần không thì kỳ vọng nó sẽ dít lên được ngay 27 để nó lắp cái gáp này lại cho anh chị canh bán được giá cao phải không anh chị ở dưới cái nền này ai cũng có lời phải không gần như là cả từ đây là từ bao nhiêu từ ngày 12 tháng 5 tới bây giờ là 3 tháng rồi tháng 8 3 tháng rồi anh chị đều có lời với có STB thì nó lên tới đó anh chị nên canh hạ ra đi đừng có ham quá nó sẽ chỉnh đó nó. nó đi chích chắc thì kiểu gì nó chỉnh đây là lên chỉnh lên chỉnh lên chỉnh thì lên đây nên canh bán nha ở HB đây nào hôm đó không có nói là bước qua nè phải không thì nay đánh tiếp nè thì ta ghét là ngay 16 có phải lên gần tới 16 không? gần tới rồi thì anh chị lên đây một là canh bán hay là giữ chứ đừng có mua đu đu vào trên đây nó hơi rủi ro nha <laughs> rồi tiếp tục tiếp tục là gì tiếp tục là cổ phiếu tiên phong banh nhìn chung là dẫn giá 28 thôi con này còn hấp thì dẫn giá 28 cho anh chị có thể canh nếu bước qua được 28 sẽ chạy lên 31 nhưng mà sợ là nó nó sao nó không lên được thôi MBB ông vẫn tăng tiếp thôi thì nhìn chúng ta ghé là 28 thì có thể canh bán ra ở cái cái từ cái vùng giá 27 trở lên là gấp đau rất lớn nha lưu ý nha rồi tiếp tục là gì banh hôm nay siêu nhẹ tí đâu có gì đâu mọi không người thấy rõ ràng nó siêu nhẹ tí đâu có gì cái cây siêu nhẹ này của nó thật ra là gì nó test là giá 38 phải không nó test thì nó chỉ rằng rung rung rủ rủ nhẹ nó bứt lên cái là tới kháng cự ngay Nên lưu ý nha những con này thì nghĩ có cứ giữ hoặc canh mua hiếm nếu nó có giá đỏ hôm nay thật ra có khách hàng nhắn tin hỏi ông mua được không có nó nên nói là gì có hai canh giá đỏ mà nhặt không tại vì mấy con này nhìn chung ấy sẽ còn kéo tiếp chứ nó không có dừng lại như vậy đâu nó phải kéo lên một đoạn đó mọi người thấy con STB nè nó đánh qua nè nó test lên cây nó xong nó vẫn kéo tiếp chứ đâu có dừng lại không, nó phải lên một đoạn nữa nó mới bắt đầu có nguy hiểm nha còn giữa test cơm thì nhìn khá an toàn thế tới nay cũng tích lũy lại nhìn chung tích lũy như thế này không phải gãy đâu không có gãy ngay liền đâu gãy nó quá dễ cho anh chị không nó phải bắt lên tiếp để cho anh chị mà ba đang lưỡng lự bên ngoài á có mua hay không có mua hay không phải không nhảy lên đây rồi xong nó mới chỉnh xuống nhìn chung là mấy con này kéo lên 30 31 nên canh chốt không mua mới nha liên việt đi cũng đang bò bò luôn ha rõ ràng không nó vẫn bò bò lên từ 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 thì con này có thể nó sẽ lên được tới 17 luôn thì nó như đứng lên 17 nên canh chốt ra để khi nó chỉnh xuống canh nhạc lại chứ trên đây không nên mua nữa nha lưu ý nha tại vì dư địa không còn nhiều mình phải nói tới gì khi mua cổ phiếu mình sẽ xét về dư địa thứ nhất là xét về dư địa thứ hai là mình phải xét về cái gì là mình còn là có lời bao nhiêu và khi lỗ mình sẽ lỗ bao nhiêu ví dụ nhìn đây nó mà gãy một cái là lỗ nặng nhưng lời lại không là bao nhiêu nha rồi bd đi đánh lên mạnh cũng đang tích lũy lại nhìn chung cái con bd nó khá là khỏe so với cổ phiếu ngân hàng thì kỳ vọng nó có thể test được cái gáp cái cái gì cái kháng cự nó ở đây nè cái kháng cự giá 41 kỳ vọng nó có thể là được giá 41 sau đó nó chỉnh lại cái nền này rồi nó bứt lên ok có thể làm được không có thể làm được nhìn chung anh chị có hàng thì cứ gồng tiếp nhưng mua mới thì thôi nha những con này thì nhìn chung mình không ưu tiên mua cao nói hẳn là vậy ocb đây thật ra những anh chị mà mua hôm qua mua giá đỏ nè hôm nay có lỗ không hôm nay cũng đâu có lỗ đâu tức là con ocb nó đã đi lên được trên giá 18 tám đậu trên đây được bao nhiêu một hai ba ba phiên nó đậu liên tục ở đây mình có kêu anh chị nhặt hôm qua rồi hôm qua mình có kêu rồi rồi mua rồi nên hôm nay mình không kêu lại thì có ocb này nhìn xu thế này sẽ còn dựng cục cờ lên khoảng từ 19.5 tới 20 trên đây. Thì mình cánh nhả ra do mình giá vốn mình nằm đây, ha, mình chỉ đánh lướt từ đây lên đây thôi. Rồi đó là OCB, là cổ phiếu ngân hàng nhìn chung là quan nhìn xu thế là còn tăng nữa nên anh chị đừng có quá hoảng loạn. Bán tháo cổ phiếu nha lưu ý nha, thị trường đang tốt mà có gì đâu phải bán. Đừng có cầm đèn chạy trước ô tô mà chạy trước quá sớm nha. Chạy trước quá sớm thì mình sẽ bị cám dỗ mình mua lại trong khi cổ phiếu mình còn giữ để thì mình cứ giữ. Nếu mình quá bức thiết mình muốn bán, mình quá sợ mình muốn bán thì sao? thì anh chị có thể làm gì? Anh chị có thể bán bớt 50%, 30% trăm vị thế, vẫn giữ phần còn lại để chi để nó tăng tiếp mình đỡ tiếc và mình có hàng mình bám sát thị trường chứ mình đừng có cắt hết. Sau mình ngồi đó mình chờ nó chỉnh, không có chịu nổi đâu nha, chắc chắn là không thể chịu nổi đâu. Rồi tiếp tục mình sẽ nói nhóm chứng khoán và tài chính. chứng khoán và tài chính thì ở ai? Trước khi hết ai thì sao? Vẫn là một chuyên mục quảng cáo nhỏ. Nếu như anh chị mà xem bản tin thấy phân tích đúng, chính xác qua từng giai đoạn cổ phiếu thị trường, đương nhiên lỗ ở giai đoạn trước ai trả lộ giai đoạn tháng năm tháng tư năm sàn 350 điểm mọi người nghĩ là trên thị trường này có ai chạy hót không đến bản thân chủ tịch công ty người ta còn lỗ mấy chục tỷ lên báo đâu người hay không quỹ lớn người ta còn lỗ thì làm sao những rocker nhỏ như chúng ta như em hay bất kỳ ai khác có thể không lỗ được nhưng quan trọng là lúc thị trường giảm lúc cổ phiếu thị trường á nó ở vùng một nghìn năm trăm năm một mươi một nghìn một trăm bốn mươi rocker của anh chị nói với anh chị như thế nào không nói với anh chị như thế nào hay là tắt áp nghỉ hay là gì hay là không nói gì cả và tùy cho anh chị mặc cho anh chị tự xử trong những phiên xấu của thị trường không thì mình vẫn heo sát anh chị liên tục không bỏ anh chị lúc nào cả vẫn cố gắng động viên anh chị thì bây giờ chúng ta đang hưởng thành quả thì những anh chị mà xem chưa vào rơm nhớ sao có thể ủng hộ được thì gán vào rơm quan xin cảm ơn nha và dạ, xem nhớ đều khách video được đăng ký kênh tiếp tục ở đây này đánh một cái trận này đánh gì bình thường không bình thường nay 35 triệu nào không quá tốt luôn tại sao 35 triệu đơn giản thôi nó kẹt ở giữa nó đã kẹt ở giữa cái nền đây nè và cái dùng dưới đây nè khi nhau tư sẽ có xu hướng giao dịch rất mạnh ở cái dùng kẹt kẹt giữa này thường những con này nó có hai trường hợp một là nó sẽ tích lũy khoảng 2 tới 3 phiên sau nó bùng nổ tiếp hay là gì bùng nổ luôn không hay là bùng nổ luôn bùng nổ luôn là giống cái kiểu đất xanh nè à. đánh lên nè à, tích lũy tích lũy bùng nổ tích lũy lại bùng nổ tiếp thì cái con ở đất ai nó sẽ đánh giống vậy tức là gì nó sẽ đánh giống vậy có thể là ngày mai nó bùng nổ luôn hoặc nó tích lũy tiếp xong nó bùng nổ chứ nó khó gậy lắm nên chị có hàng cái giữa bình thường còn có anh chị hỏi qua là tại sao nay không mua được tại vì sao tại vì nay nó giá xanh không? Tại vì nay nó giá xanh và nó có gấp ấp nhỏ đây nè, nó coi gấp ấp nhỏ đây nè. Gấp ấp nhỏ buổi sáng mở ra cao quá phải không? Giá hôm qua đã đó đóng cửa là 22.8, hôm nay nó mở ra là nhiêu? Giá hấp nhất trong hôm nay là 23.2 tức là nó mở chệt 400 đồng không lắp được thì cái trạng thái này đâu mua được phải không? Ví dụ ngày mai nó nhúng xuống qua có thể kêu anh chị mua. Còn hôm nay là không nha. Nếu nó tích lũy đây một hai phiên nó bứt thì mình lại mua thêm nữa. Ta ghét là 26 27 mình canh bán hết. Lưu ấy nha, những con này còn dư địa không? con hết rạp mua gia tăng, mua mới thì nhìn chung tôi nha yeah, mua mới nhìn chung tùy cái này mua mới mua cao thì hên xui nha yeah. hcm người thấy rõ ràng không có tăng được nữa không đâu có tăng nổi nữa đâu phải không người thấy nè cái biên độ nó tăng khúc này nè không còn nhiều nữa không? còn nhiều nữa và không còn kịch biên nữa luôn luôn xuất hiện những cái cây bị bán xuống oh, đây nè người thấy không luôn luôn xuất hiện những cái cây bị bán xuống với khối lượng lớn lưu ý nha khối lượng lớn tức là tiền á đang bắt đầu cạn kiệt nha tiền đang bắt đầu cạn kiệt và hàng giao dịch càng lúc càng nhiều vòng xoáy giao dịch đây càng lúc càng nhiều nhìn chung những con này á nếu mà thị trường quá đẹp quá tốt quá thành công nó có thể bước lên hẳn 30 mươi ba một lên hãng 30, mươi một để cho anh chị chốt nhưng nếu nó không được nó sẽ tiếp tục xe quay chứng tăng ok anh vẫn tăng phải không? hôm qua con gì có đến ai nó trần hôm kia chứ hôm kia là phiên thứ sáu tuần trước phải không thứ sáu tuần trước phải không hôm nay là bữa thứ ba thì đúng rồi hôm thứ sáu tuần trước Cậu nhầm, hôm qua chứ hôm qua là thứ hai, hôm nay mới là cây đỏ, mình nhớ nhầm nha. Đó, hôm qua mấy con cây trần con này có trần đâu, phải không? Hôm nay nó quay đầu nó giảm, tức là chung quy nó đâu có tăng được bao nhiêu trong khúc này, phải không? Nhìn chung là những cái kiểu này hôm qua vẫn nói một điều là gì? Trên đây một là canh chốt, hai là giữ coi lên được nhiều nữa, chứ không mua mới luôn nha, không mua mới. Rồi tiếp tục là gì? VCI nè. Con này thì nhìn chung á là đang kẹt cây kháng cự, nó hẳn là đang kẹt cây kháng cự. Nhìn chung nếu VCI mạnh nó có thể gướng được 45, 46 anh chị canh bán Còn không mua mới, lưu ý nha Những con này chỉnh về khoảng 38, 40 mình sẽ canh sau Tiếp tục là gì? VND Tương tự Gold RSI phải không? Này không mua được do nó mở giá xanh và nó có gấp Không mua được, thì nhìn chung con này nếu ngày mai nó nhúng về Giá khoảng 20 Nếu nó quay về khoảng 20.0 ở dưới đây nó tích lũy lại hoặc là nó nhúng xuống á, mà mình thấy đẹp qua sẽ hướng dẫn anh chị trong rơm mình mua ngay mua thêm nữa nha mua gia tăng thêm tại mình mua rất nhiều rồi thì con này mua thêm target là hai ba hai nhìn chung là những cái con này còn dư địa ssa và vnd quan thấy còn dư địa để trong dịp tăng tiếp tục nha còn với những con khác thì chung qua là, là cao nha mình thấy nó cao thì thôi mình không cho mua nữa nhưng những con ok thì mình vẫn có thể cho anh chị gấp hàng lên từ từ gấp hàng gấp hàng gấp hàng lên từ từ và khi nào ok thì mình lại chốt nha nhìn chung là trên đây là không có gì quá lo lắng với những cái con này nó mới vừa đoạn tăng xong thì nó nghỉ một ngày cũng đâu có gì đâu mà mình phải hoảng sợ tại vì sao cầm hàng từ dưới đây không à, VND mình mua đây phải không cầm hàng từ dưới đây lên trên đây đúng là một chặng đường rất dài phải không? một chặng đường rất dài trên đây nó rung lắc hình chung đó là không có còn mạnh như dưới nữa nên chúng ta đừng có hoảng sợ mất hàng nha Đây là rung lắc rất mạnh à. À, rung lắc rất mạnh à. nhưng lên đây nó sẽ không rung lắc mạnh nữa giờ nó tốc độ nó chạy sẽ nhanh hơn từ đây qua đây một nhịp chạy mất cả 10 ngày từ đây qua đây một dịp chạy mất gần 10 ngày thì từ đây lên đây chạy tiếp có thể sẽ mất hai ba ngày nó sẽ chạy tiếp nha rồi tiếp tục là gì tiếp tục là cổ phiếu ORS SHS trước đi SHS hết nè xong hơi bức thì tích lũy một cây bình thường nhìn chung nó sẽ sai quay đây vài phiên trước khi nó bùng nổ lên 16 15 trên 15 16 anh chị có thể canh bán ra ORS hôm nay nó trần không chào mãi cũng trần mà hôm nay qua có nói một, một câu vậy thôi mình không mua nữa mình mua nhiều quá mình sợ luôn rồi nha đây ORS nè đây nào qua có nói anh chị nè gom nhiều quá rồi tầm này hô và chờ năm cây trần tức là mình nói vui cho anh chị á vì sao vì mua nhiều quá rồi nó thiệt đó anh chị mà giữ con này cũng ngang ngán luôn rồi mua ngay đây nè kẹt thứ nhất xong mua tiếp bên đây nè kẹt mua đây kẹt mua đây kẹt mua đây kẹt rồi uh, tới đây hồi nghỉ hồi mua nữa không tức là mình không có kêu bán mình kêu mua nhiều quá nó mình cũng thấy ngại mình không mua nữa nhìn chung là con này có cứ giữ bình thường nay đánh về đẹp không tới khối lượng về 5 triệu mấy quá đẹp luôn rồi thấy không thì nhìn chung orex right, kỳ vọng ta ghét lên 19 luôn phải à, không? lên 19 cho anh chị thì từ đây lên 19 thì mình sẽ có được cái thành quả cầm trong một tháng là gì là từ đây lên đây khoảng bao nhiêu trăm khoảng 35 phần trăm 30 trăm mình kênh chốt ra lưu ý nha rồi tiếp tục là gì Fitch nhìn chung là tích lũy lại có thể gướng lên 13 thì canh bán nha trên đây cao lắm rồi giờ bắt đầu bị xả ra rồi nha tiếp tục là gì Bết y sau khi đánh hôm qua bị bán hôm nay nó tích lũy nó test lại may năm thường thường nó test lại như thế này nè bữa sau có thể nó sẽ nổ tiếp à, con này thì nó nổ lên ba hai mình lại bán hiếm nổ lên ba hai mình lại bán hiếm qua mình bán hết nhìn chung là nó tăng nữa thì mình bán tiếp chứ mình không có mua à, cao lắm rồi con này mình kẹt ở đây thứ nhất mà nó hẳn là mình đã từng kẹt ở đây một lần xong mình giữ nguyên cái giai đoạn này là tôi muốn khóc luôn à, muốn khóc luôn sàn 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 xong qua đây bắt đầu mới mua hiếm mua hiếm mua hiếm thì bây giờ lên đây thì mình sẽ bắt đầu canh chốt từ từ nha lưu ý nha Rồi đó là ngành chứng thì nhìn chung chứng nó khá là phân hóa Nói hẳn là phân hóa những cái con chưa chạy Ok tôi chạy tiếp Những cái con đã chạy nhiều rồi thì bắt đầu kiệt quệ về tiền bạc không Kiệt quệ và nhỏ lẻ bắt đầu trên tàu nhiều Thì cứ trên tàu nhiều bao nhiêu thì chết bấy nhiêu thôi nha lưu ý nha nó thành ra là chúng ta cứ hồi máy và linh động chứ không có việc gì phải tiêu cực cả nha lưu ý nha không có việc gì phải tiêu cực quá mức nha, tiêu cực quá mức thị trường chưa sao đâu nha chưa sao đâu rồi tiếp tục mình sẽ nói tới ngành thép Hòa phát như thế nào bắt đầu tích lũy nè thì nhìn chung con này bữa mà có nó hôm qua chứ mọi người đó hôm bạn tin hệ tám sau nó đánh nổ cây này thì nó sẽ tích lũy lại thì cái trạng hay tích lũy qua đây nè nếu nó có da đỏ hôm à, nếu nó da đỏ thì nhúng càng sau càng tốt anh chị có thể canh nhặt trung bình giá thêm tức là những anh chị kẹt thôi nha còn mua mới thì qua nó hẳn là nhỏ lẻ thôi được có đừng mua hòa phát nha thôi đừng có mua hòa phát nhưng xu thế này qua nghĩ nó có thể kéo được tới 26 27 luôn À, 26 27 hơi, hơi, cao nhưng mà khoảng 25 thì chắc được 25 thì chắc được 25 tới 26 thì chắc được thì nhìn chung ở đây nếu nó có giá đỏ anh chị nên canh mua thêm chấp chỉnh được không nhìn chung chấp chỉnh được bình thường không? chấp chỉnh được bình thường thì nhìn chung là có thị trường có chỉnh thì những cái con này sẽ không bị gãy nặng không bị gãy nặng cao lắm nó chỉ đi ngang khỏi đỏ một hai like thôi nó thành ra với những con hòa phát nếu nó có giá đỏ anh chị có thể canh mua thêm cho những anh chị đang kẹt hàng lưu ý nha quan nhấn mạnh là đang kẹt hàng không mua mới với những anh chị có tiền ở ngoài thì có tiền mình thiếu gì con không mua đi hoặc mua hòa phát nó khá là nặng mông nha nặng mông và số cổ quá là bảo là chia bị nhà tư bị chi tỷ trợ chia quá nhiều tiếp tục hoa sen này hoa sen hôm nay có nhiều chị hỏi qua mua được không có nói là có thể canh gì canh canh gì canh nó chỉnh giá đỏ mà không biết trong nay có giá đỏ không hôm qua là 18.1 hôm nay là 18.1 hấp nhất tức là chỉ có giá vàng thôi nhìn chung là nếu mà anh chị muốn mua mấy con thép á anh chị nên canh giá đỏ nha giá đỏ thì nó đã có cái xác nhận nè nó xác nhận toàn bộ anh chị đã bị đủ hết thì nó tích lũy ở đây có thể sẽ tích lũy một tới ba phiên không rõ là sẽ tích lũy bao nhiêu phiên có thể là nó sẽ tăng luôn vào ngày mai nhìn chung đó là những cái con hép bên đây nếu anh chị muốn trung bình giả thì nên mua đi đừng có chờ tại vì sao ví dụ như những con vnd nè mình thấy nó đánh lên một cây đây nè sao không mọi người chờ chờ xong kịp chờ xong kịp nó trần tiếp liền do nó đã rủ anh chị xong nó sẽ không ở ngay quá lâu đâu à, nên thành ra cái trạng thái này nè nên canh mua bên đây nếu anh chị muốn mua trung bình giá lưu ý nha còn nếu anh chị muốn mua mới thì nhìn chung mấy con này mua cũng, cũng được mua mới đánh từ đây đến đây cũng được bao nhiêu trăm cũng được khoảng uh, 20 trăm hiện chỉ có hai canh bán ra nha nhìn chung là những cái con thép chưa quá mắt nha chưa quá mắt rồi tiếp tục nam kim nam kim hôm nay tích lũy về đẹp không đẹp thì nếu ngày mai nó có thể nhúng nhúng được quanh đây nhìn chung hôm nay nó không có nhúng nên canh không được thì nếu ngày mai nó có thể nhúng về được 18.7 hy vọng là có thể về được 18.7 hoặc dưới 19 nhúng về đây một cái sau đã bước lên thì cái điểm nhúng ở đây là cái điểm mua hiểm không ta ghét con này cũng được 2324 mua mới được không mua mới được bình thường nha Hép là ngành hàng hóa, mọi người lưu ý nha. Hép là ngành hàng hóa và hàng hóa đang thấy có dấu hiệu tiền vào chân sóng rồi. Lưu ý nha đã có nhịp rũ, toàn bộ anh chị bán này mất hàng rồi. Lưu ý nha, nên nhìn chung là Hép mình đừng có chê nó nữa, nữa, nên coi nó là cơ hội. Nha, lưu ý nha. Tlh nha. Đây là H nè, đây mọi người thấy đánh mạnh lên nè, nay tích lũy là dây đẹp không? quá đẹp rồi, còn gì nữa nó tích lũy cao như thế này và cái cây nó nó cao hơn bên đây nhiều. Tức là sao? Tức là khối lượng nó dẫn vào. Hôm nay ai bán mất hàng? Nhìn chung con là H, những anh chị đang có hàng nữa. Một là anh chị mua giá đỏ, hai là anh chị chờ bắt qua mười anh chị mua thêm mua thêm nữa ta ghé rồi lên khoảng 12 từ đây lên 12 cũng nhiều à mua mới thì không được luôn còn hai mấy trăm đó nha lưu ý nha mấy con này đã chạy đâu tiền nó vô bao la rồi nè tiền nè tiền nè tiền nè không có thấy tiền không rồi um, nó chưa kéo thì làm sao nó gãy được cho dù thị trường có gãy thì những con này cao lắm nó lại rơi xuống lại tí xíu đợi lại lên thôi không có mất nhiều nhìn chung thép đã từng nhấn mạnh cho anh chị rồi với cái nhóm cổ phiếu này sẽ không có gì sẽ không phải quá lo lắng về cái vấn đề lỗ wow, lỗ cao lắm thì cũng chỉ mất một hai phần trăm không có lỗ được mười mấy hai chục trăm đâu tvn đây tvn thì sao đi lên nữa không bước qua nè gần như là toàn bộ trong cái giai đoạn này từ cái ngày nhiêu từ cái ngày 15 tháng 7 tới cái ngày nhiêu tới cái ngày 29 tháng 7 nửa tháng nửa tháng hai cây lấy lại toàn bộ của anh chị luôn và khối lượng vào rất lớn không? khối lượng vào rất lớn đến công ty VN nó còn như vậy thì nhìn chung con này mọi người cứ chú ý giá 8 5 bước qua được cái là nó nổ ở đây ngay lưu ý nha thì nhìn chung đây là quan điểm cá nhân của quan nói hẳn luôn là quan điểm cá nhân mình nhìn vào đồ thị mình thấy như vậy không, anh chị cũng phải dùng việc dùng kiến thức của mình mình có cái phần tuyên bố trách nhiệm dưới phần mô tả video rồi nha lưu ý nha tại vì có nhiều anh chị khá là anti việc rocker tư vấn cổ phiếu nha và thấy khá là nhiều người anti hoặc rất là ghét rocker tư vấn cổ phiếu lô gà thì mình nói hẳn là gì tư vấn trên đồ thị tỉnh à, đây giờ đang là bản tin tối đồ thị tỉnh anh chị cần phải nhận định lại bằng kiến thức của mình Nà, còn nếu anh chị muốn học theo kiến thức của quan thì sao đến với khóa học k 8 của quan được khai giảng vào ngày 8 tháng 8 nha giờ là một tuần do mình có có một số việc cao nhân nha lưu ý nha thì anh chị nào muốn đăng ký thì có thể đăng ký cụ thể thì link bên dưới phần mô tả Quang có để nha rồi tiếp tục mình nói tới gì vgs nào người thấy nè đánh bước qua được cái trend này nè đi lên tới đây giờ nó bò tới đây rồi không à, cứ mỗi ngày á chúng ta thấy nó nó mắc quá ngày nó mắc quá à, nó mắc quá xong nó lên tới đây rồi sao mua nữa không đi lên tới đây thì nhìn chung á nó khá giống này nè nó bò lên nè à, nó khá giống nó bò ngang là xong nó bùng lên cái nó chạy tiếp nhìn chung ở đây khả năng con này vẫn lên được 20 21 và hôm qua mọi người coi là cái bản tin hôm qua mình có để cho mọi người coi cái hình đó đi lên từ đáy đi lên sụp hầm sụp hầm liên tục á nhưng kết quả nó vẫn đi lên thôi à, thấy rõ ràng không nè đi lên nè sụp hầm cái xong đi lên tiếp không nhìn chung là target vẫn như cũ thôi để đi được tới target 21 22 là một chặng đường chứ không hề đơn giản nha bum bum thì nhìn chung là hôm nay nó đóng cửa được ham chiếu là đẹp rồi vậy hôm nay hép chưa có nổ không à, hép chưa có nổ hép nổ một nhịp nữa là xác nhận đánh luôn tại vì sao tại vì con bum nó cũng gãy heo người ta nè không nó cũng gãy theo người ta xong nó cũng lên heo người ta nhưng mà người ta chưa đánh thì nó cũng chưa đánh không? bum thì mình cứ ngồi chơi thôi do con này mình mua vào mình dân hòa vốn thì mình cứ chờ nó nổ lên đây mình ăn ba mươi nha anh chị có hàng cứ giữ bình thường ôm thì cứ phải chờ hép nọ nó mới nổ nha yeah. rồi tiếp tục ngành tiếp tục là gì dầu khí và năng lượng ga em ngày hôm nay nó test nè hôm nay nó quay xuống nó test vậy là khá đẹp à. nhìn chung nó cứ test 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 test, test hoài ở đây thì cứ kệ nó thôi nhìn chúng ta phải chờ gì chờ nó xác nhận bước qua cái dòng giá 110 nha những anh chị nào đang có hàng thì cứ lưu ý giá 110 mua gia tăng thêm mua mới thì cũng nên là 110 nha còn mua dưới đây thì lưu ý là mua năm mươi trăm thôi đừng có mua quá nhiều tại vì lỡ nó gãy cái nó về đây nè nó test nè tại vì đây tại vì đây là cái dòng gì dùng gấp ấp gấp đao cũ xong bước qua được em 520 năm hai mươi đi ngang thì sao nếu nó rủ nó sẽ rủ gì đây xong nó mới bứt nó thành ra bây giờ mà chúng ta vào khô máu á thì sẽ có một cái vấn đề là gì là nếu vào khô máu thì lỡ mà nó chỉnh thì nó hơi dở b là nhìn chung b là thì bữa có nói là bốn mươi hai năm không bốn mươi hai năm khi nào nó bước qua anh chị mua thêm nha yeah còn đây chờ thôi do dầu hôm nay thật ra dầu hôm nay nó không có kéo mạnh lắm nó chỉ bắt đầu nhích nhích lên thôi nhưng mà mỗi ngày nó nhích một chút một ngày nhích một chút, và BLX nó bị một cái là nó trong vin 30 lưu ý nha nó sẽ giao dịch nó sẽ không có được mực mà những con bên ngoài bếp hôm nay hôm qua hôm nay có buổi sáng mở ra ông nào bán ra nhìn chung bếp nó đánh lên đây nè nó bắt đầu nó xây cái nền đi ngang nè nó bắt đầu nó xây cái nền đi ngang thì cái nền đi ngang này rất đẹp khi nó bùng nổ nó bước qua cái nền này là giá như 25.4, 25.4, 25.5. Khi nó xác nhận nó bước qua cái nền này ở đây nè thì nó sẽ chạy lên ít nhất là cũng phải được 29 30, đúng không? Ít nhất là ba 30 theo quan kỳ vọng đó nha. Theo kỳ vọng bước giá nha thì là 29 30. Thì khi nó lên được cái đó thì anh chị có thể canh chốt lại cổ phiếu ra nha. Chốt lại cổ phiếu ra con bây giờ hoặc là mua mới, còn bây giờ thì sao? Ở dưới đây mình chờ cần chờ xác nhận. Có biết ra thì nhìn chung quá là có anh chị hỏi qua là mua giá đỏ được không? Và cũng nói là có thể mua được nhưng mà muốn an toàn thì nên chờ xác nhận nha, đừng có mua quá nhiều đổ quá nhiều vào mà nó không kéo được coi chừng nó gãy nha yeah. rồi tiếp tục là gì ôi hôm nay bất ngờ nào không đánh à, nhìn chung quá là mọi người thấy rõ ràng đi sụp hầm liên tục phải không sụp hầm nè sụp hầm nè sụp hầm nè sụp hầm lên đây biết có sụp lại đây không rồi đánh tiếp không mình không biết nhưng rõ ràng là gì mọi người thấy là rõ ràng nó càng lúc nó càng đi lên chứ nó không hề giảm phải không còn oi thì quan vẫn kỳ vọng nó có thể đánh gướng lên được khoảng giá 14 bốn à, gướng lên được khoảng 14 bốn sau nó quay nó chỉnh lại ví dụ chỉnh lại dùm mười À, từ 14 giờ 13 cái bước giá là nhiều lắm đó nha từ đây là 14 giờ 13 là âm bao nhiêu trăm âm 7 trăm đó à, cũng mệt đó thì nhìn chung là nó kỳ vọng mà nó sẽ đánh như vậy thì nó sẽ lên tiếp nhìn chung con oi á nếu mọi người giữ khô máu kệ nó luôn có thể là gần 16 nha có thể là gần 16 cho cái nhịp sống này nên chỉ có hàng cứ giữ bình thường nó thấy rõ ràng không khối lượng nó gia tăng từ từ tức là gì tức là mỗi khi đánh á anh chị bán ra nó đều mua hết nó đi lên nó càng mua càng đi lên nó càng mua càng đi lên nó càng mua thôi và cái trạng thái những cái con này rất khó cho điểm mua vì sao vì nó đã cao rồi thứ nhất nó đã cao rồi thứ hai là gì thứ hai đó là nó đi lên theo cái trạng thái này rất dễ nó sẽ quay đầu bất ngờ ví dụ đây mình thấy nè trong cái nhịp cũ nó đi lên đây bên đây nè từ dưới đây lên đây được bao nhiêu phần trăm ví dụ nha được 46 phần trăm thì hôm cái đợt đó bên đây cái danh mục mình nó mình có chốt con ơi một lần bên đây nè không giờ con oi đợt đó mình mua mình cũng giữ luôn tới giờ mình không có bán nè đây là thấy nè cũng có một số nhịp đang lời khá lớn nè không thì nhìn chung là gì là sao là nó đi lên thế nè lâu lâu cái nó rủ một cái xong lại đi lên tiếp sau đó, lâu cái nó rủ một cái nó lại đi lên tiếp nó mới gậy tức là nó sẽ không có mực mà cho anh chị đâu khó mua lắm phải không trừ khi nó nhúng mạnh xuống thôi còn lại là khó mua với con ơi anh chị có ưu tiên dự cho quan nha con này thì nhìn chung giờ tới cuối năm khả năng là leader nha rồi tiếp tục là gì bvd Hôm nay tiền vào tốt, hôm nay tiền vào tốt phải không? Không bước được 18 nhưng rõ ràng là tiền vào rất tốt phải không? Bao nhiêu 10 triệu cổ phiếu. Nó giống như con oi phiên nào? Đây nè, nó giống con oi phiên nào? Phiên dưới đây nè. Nó giống con oi cây này nè. À, nó giống con oi cây này đâu có bước qua được đâu. hãy thấy rõ ràng cái cây này của con oi không bước qua được nhưng tiền nó vào trước một cây. Phía sau lại tăng tiếp nha. Thì BVD này cũng giống vậy, nay thật ra mới cây thứ hai thôi. À, hai cây thứ hai test test bước lên thôi thì nhìn chung BVD gì? Mua ăn cổ tức bình thường, mua ăn cổ tức bình thường, target của quan ít nhất á có rung lắc là đanh đầu quanh 19 nha quanh 19 gần 19 nó sẽ có rung lắc mạnh còn ở đây thì trạng thái này quan nghĩ nó vẫn sẽ đi lên tiếp anh chị có cứ gì bình thường lưu ý nha còn mua mới thì sao khó nha khó tại vì sao tôi mua trên đây dễ quay đầu nói hẳn là vậy BVS này bất ngờ nào không bất qua giá 24 rồi phải không khối lượng vào không vào luôn rồi nào không nè Nà, tích lũy nào không rủ một cái nè quan trọng là chỗ này nè rủ một cái nè xong tích lũy tích lũy tích lũy lũ, tăng tiếp phải không? nhìn chung và con BVS những ai mua rồi cứ giữ bình thường con này sẽ có rung lắc mạnh quanh giá 26 Còn hiện tại cứ giữ nó sẽ bò tiếp nha yeah. BVC Này tiền vào BVC này mọi người thấy nè Tiền vào rồi nè Cây đầu tiên có tiền nè Khá lớn gần 2 triệu cổ phải Không gần 2 triệu cổ xác nhận ra, đánh lên lại nè Bước qua cái dùng đánh gãy cũ luôn Đóng cửa được 17 giờ là tốt phải sống Rất tốt phải không Rất rất tốt hay BVC sẽ có rung lắc mạnh quanh giá 19 Anh chị có thể canh chốt bớt 19 Và chờ nó chỉnh lại mua lại không à, Chỉnh mua lại Đó là đánh ngắn hàng Đánh target ngắn hàng Còn muốn giữ hô gì đó lên tới 6 năm ít gì đó thì cái gì bình thường nha nhìn chung mấy con này quan nghĩ cái gì bình thường thôi bvt rõ ràng hôm qua mua chính xác không chính xác thì hôm nay đánh tiếp phải mô hình ở dưới đây khá là đẹp nhìn chung bvt sẽ có rung lắc ở quanh giá nhiều 20.5 trở xuống à, 20.5 trở xuống sẽ có rung lắc quanh đây có thể nó sẽ rung lắc vài phiên ở đây trước khi nó bùng nổ lên có thể theo thị trường chung á và index nó chỉnh thì có thể là cổ phiếu nó sẽ chỉnh rung lắc quanh đây sau nó bước tiếp rồi thì đó là bvt cổ phiếu dầu khí thì nhìn chung là dầu khí nó đã viêm nó từ rất lâu rồi viêm nó từ rất lâu rồi và giai đoạn kế tiếp là những giai đoạn có lợi cho dầu chứ không phải là có hàng nha và tiền nó vào rõ ràng mình thấy khó ràng là gì cho dù có nói đồ thị đẹp cỡ nào nhưng anh không có tiền nữa thì sao anh không có thể hiện khối lượng vào là anh sai rồi phải không dạ đây mọi người thấy rõ ràng những cổ phiếu dầu nãy giờ mình phân tích ra đến còn bvc nó còn có khối lượng vào bvd nó cũng có khối lượng vào bvs cũng có khối lượng vào rồi thì có gì đâu mà phải sợ nữa nha có gì đâu mà phải sợ mọi người nha còn mấy người giữ dầu đâu qua vẫn thấy nhiều rơm người ta kêu bán dầu không chứ người ta đâu có kêu giữ nha rồi tiếp tục mình nói qua cổ phiếu gì cổ phiếu điện po không vậy cho cho cách gom đây là chuẩn chưa gom giá đỏ combo mua đây nè mua đây thêm nè mua bên đây nè không nhìn chung mua nhiều lắm à, Như dưới đây có mua nữa nè phải không nhìn chung là mua nhiều lắm combo thì nhìn chung po sao nay đánh về là tốt không? Tốt 17 triệu. Hôm nay có nhiều anh chị bảo là khối lượng nó không cao lắm. Thật ra là nó chưa có nổ mà. Nó chưa có chạy mạnh mà. Nó phải chạy mạnh kể vậy nè, cỡ cây này nè, cỡ cây trần này nè, vâng thấy không? Thường thường là khối lượng nó chỉ cực đại khi nào khi cổ phiếu trần hoặc gần trần chứ nó đâu có tăng đây nó tăng có nhiêu. Một ít mấy trăm có lúc lên hàng trăm thôi, gần như ở đâu có tăng nhà mạnh đâu. Không tăng mạnh thì làm sao có khối lượng được, nó sẽ bò bò vậy thôi. Và chúng ta cứ bán ra lại tăng, cứ bán ra là tăng nha. Yeah. Thì với trạng thái combo hôm nay ở đóng cửa 13.75 là đẹp hay xấu? đẹp không hề xấu. Vì sao? Vì MA50 của nó là 13.7 13.74. giờ 13.74 này đóng cửa được 13.75 là đóng cửa trên MA50 là tốt rồi. Kèm khối lượng là tốt rồi thì có thể là vô lại trung lắc hoặc là nó nổ tiếp. Nhìn chung có cái dựng target là 15.3 tới 15.0 bán ra bớt chờ chỉnh mua lại NT2. Hôm nay mình có cho anh chị lên tàu NT2. Cũng quanh giá là nhiều 27 à, luôn Nói hẳn là khi mình nói mình mua con NT2 mình có giải thích đàng hoàng với anh chị Ai thích thì cứ mua Đây NT2 nè NT2 Đây hồi sáng kêu người mua Trà đá một lệnh T cộng 3 về tính Nào AD chọn NT2 hay vì bc 1 ri vì kháng cự ít và đỉnh và đến đỉnh, đỉnh nổ mạnh phải không? Còn nếu mua BC1 GG thì sao sẽ khó nổ mạnh vì nó gặp kháng cự phải không? Gặp kháng cự Dạ gì mình đã có pô rồi mình lấy thêm con NT2 do hôm qua mình bán con ghét nha đây là lưu ý đây là trà đá trà đá là định nghĩa gì định nghĩa đánh đầu cơ á, đầu cơ mạnh á, thì đầu cơ trên đây luôn đầu cơ là đầu cơ đây cho nó máu vì sao vì cái con cổ phiếu á ví dụ á đi như con Polo đi nó đi từ dưới đây em đây, người thấy nè con pô đi từ dây đi lên đây nó sẽ khá là bất vả ví dụ ở đây là chỉnh lên đây là chỉnh lên đây là chỉnh phải không nhưng mà nếu mà người mua con NT2 người đầu cơ nó có thể nó chạy hẳn một hơi lên đây luôn một hẳn một hơi t cộng ba về bản luôn nói không tùy vào cái vị thế vùng mua thì mình sẽ quyết định là mua đầu cơ hay là mua đầu tư bình thường thì trên đây là mua đầu cơ nói hẳn là vậy thì kỳ vọng là nt 2 sẽ lên được 2930 chín bây giờ mua được nữa không có nghĩ thôi đừng có mua nha yeah. tại vì mình chỉ tư vấn khi nó ở quanh đây thôi tức là đủ tây cộng thôi còn để mà mua sau những cái phiên này nó lại cao hơn chút mua thêm cao hơn chút và nó lại rủi ro hơn nha yeah và lợi nhuận nó không không còn nhiều nữa gậy gà nay cũng đánh hôm nay cũng đánh à ai cũng sợ nó gãy như đây xong kết quả lại lên rồi phải giờ gậy gà hôm nay khối lượng vào khá là tốt và khá là tốt và nhìn chung gậy gà qua những kỳ vọng nó lên được khoảng giá nhiều giá 24 25 trở lại hình chị canh mang ra còn nếu gậy gà bên đây mà nó đi ngang thêm tí nữa hình chị có thể canh giá đỏ nhặt thử dưới 22 đánh ra đã đá, lên trên đây bạn nha có nhiều anh chị trong rơm cũng mua đó bc 1 cũng nay mình thấy là tạo mô hình đánh khá đẹp không đến khá đẹp đây là nó có cái nền đi ngang rồi ha cái nào đi ngang thì con BC1 bước qua giá cỡ 38.3, 38.5 gì đó Cũng có thể mua thêm, ta ghét rồi lên lại khoảng 42, 43 thì kênh bán ra nha Rồi tiếp tục ghét, ghét hôm nay tạo dấu cộng phải không, đóng cửa đóng cửa đỏ, nhìn chung là trên đây cao rồi à, Không khuyến nghị mấy con này nữa, con này khi nào mua lại Ví dụ nó gướng tiếp, không? nếu mà nó gướng tiếp được lên khoảng 25, 26 anh chị nên bán Khi nào nó chỉnh lại giá 21, 22 dưới đây Để rủ toàn bộ anh chị trong giai đoạn này ra mình sẽ mua thêm cho sống kế tiếp nha lưu ý nha ri hôm nay cũng đánh nè đây là mẫu hình đánh gì đây là mẫu hình đánh gì phải không không cái mẫu hình đánh này rất hiện rất nhiều quan trọng là chúng ta có nhảy hay không và chúng ta có hiểu nó hay không chứ không phải là chúng ta đi cắt lỗ cắt lỗ là chết rồi và cắt lỗ chết rồi thì với con ri này đánh như thế này bước qua trên chưa bước qua rồi luôn nè phải không? thì nhìn chung ri như thế này là sao kiểu gì nó trả lên được tới 90 mươi chín anh chị nào có hàng cái gì bình thường chúc mừng anh chị đã gồng được qua giai đoạn về đây đây nó hẳn là cây này nè đây tại sao tại vì quan nói là mọi người thấy cây này là bán bao nhiêu bán gần 2 triệu cổ phiếu khối lượng lớn không? bán mất hàng sạch rồi còn gì nữa bán mất hàng sạch rồi còn gì nữa nó thành ra là chúng ta đầu tư á là phải cố gắng cố gắng sụp hầm vài lần mới hiểu được nha chứ không nên tiêu cực quá lúc nào mình cũng tiêu cực uh, hoặc là lúc nào mình cũng an uh, nhau thì nó cũng không uh, không được sự là ok vì sao ai mà chả có thất bại đến qua đình buffet còn lỗ sầm bờ à chứ đâu phải ai cũng tốt đâu uh, cố gắng là gì đạt được cái tỷ lệ cao nhất là thành công chứ không thể nào tránh được những cái chỗ sụp hầm à, sụp hầm thì đa phần khó né lắm nha khó né lắm rồi tiếp tục <laughs> mình sẽ nói tới cổ phiếu bất động sản và dịch vụ đã 47 phút trôi qua những anh chị xem tới đây thì nhớ để lại một hết video được đăng ký kênh à, có vấn đề hắc mắc có những tin dư quan hoặc là bằng trợ lý mây thì hey, mình tiếp tục nha cổ phiếu gì bất động sản đầu tiên là DG hôm nay rung lắc nhẹ phải không rung lắc nhẹ nhìn chung là DG lên tới đây là khá cao rồi nha cao rồi thì quan kỳ vọng là nếu thị trường còn gán là được 45 mà 445 gì đó hoặc là trên 40 đó bắt đầu canh chốt dần đi canh chốt dần đi vì sao vì cao như thế này nó xui nó gãy về đây là đau lắm nha Vì nếu nó gướng được lên đây nè thì nó chỉnh về đây sẽ là bao nhiêu trăm âm hai chục trăm âm hai chục trăm ví dụ là giờ tới đây thôi là khoảng nhiêu âm mười mấy trăm nó thành ra là nhìn chung quá là đây có gấp ấp nè nè, người hay gấp up khá là cao Cái gấp up này có thể là sau này là một cái điểm để mình canh mua mới là cổ phiếu Còn bây giờ là không phải là điểm mua Cao lắm rồi, nó hẳn là cao lắm rồi Đừng có quá ảo tưởng Tại bây giờ là những cái lúc nhà tư ảo tưởng nhất đó, không? Người ta sẽ không ảo tưởng ở đây Mà người ta sẽ ảo tưởng ở đây Không hơn tâm lý đám đông luôn luôn đi ngược tâm lý thị trường nha, Lưu ý nha Rồi tiếp tục là gì Nhầm tâm lý đám đông luôn luôn đi ngược tâm lý tổ chức tâm lý đội đổi lái nó hẳn là như vậy tại vì sao tại vì khi đổi lái muốn bán thì nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ muốn mua nó mới bán được cho mọi người đó, nó sẽ dùng mọi biện pháp để nó cho mọi người có, có cách nào đó mua vào ngược lại khi mà mọi người muốn bán hay là lúc đó nó muốn mua nó sẽ làm mọi biện pháp để cho mọi người bán cổ phiếu ra lưu ý nha rồi tiếp tục mình sẽ nói tới gì nó tới đất xanh đất xanh hôm nay mình cho bán thêm ba miền trăm khi buổi sáng nó lên Đó giá nhiều 26.6 là mình cho bán luôn cho anh chị đỡ phải xả trong phiên nó cho nói thẳng là cho anh chị đỡ phải xả trong phiên vì kiểu gì quan không kêu mọi người bán buổi sáng mọi người cũng bán lúc trưa đây nè 26.6 tăng 1,14% buổi sáng rồi đồng kia mọi người bán tiếp 30% chỉ giữ 40% và quan sát xem nào, quan sát xem tức là coi nó có gãy nữa không á hoặc là nó có tăng nữa không thì mình giữ tiếp á thì sao thì kết quả trong phiên có lúc nó âm bao nhiêu trăm đây mình sẽ coi anh chị trong phiên nè đất xanh đến một phút 26.6 đây mọi người thấy là nó có giá đỏ nào không giá hầm chiếm nó là 26.3 nha 26.3 26.3 là ngày đây từ ở đây rơi xuống à, dưới đây phải không 25.8 nó rơi tới 25.8 đây lúc nào 2 tháng 8 13 giờ mấy nè âm gần 200 âm 200 âm 1 với 900 có phải là mình nếu mà mình không bán buổi sáng gây tên cái giá trên đây nè 26.6 là mình bán trước đây là buổi sáng là mình bán đây nè phải không là có phải chiều mình sẽ bán đây không nếu mà anh chị không bán anh chị cứ ngồi lưỡng lự lưỡng lự buổi sáng anh chị không bán ở đây nè chiều anh chị sẽ mất hàng ở đây tức không tức tức là cổ phiếu đang tăng mình vẫn tức uh, ngộ lắm tức là sao cổ phiếu nó tăng nhưng mình vẫn tức vì sao mình vẫn cây cây á mình không muốn nói lại mình không muốn nhìn lại uh, tại vì mình không có bán được giá cao và trong phiên nó tăng lại mình sẽ tức cây cũ nha thì cái trạng thái này của đất xanh có nghĩ là tăng tiếp thôi chứ không có việc gì, gì đâu tức là nhờ còn bốn mươi hàng chúng ta sẽ bán nó quanh giá 28 mươi Yeah, nha 128 28 là mình sẽ bắt đầu canh ra thêm phần còn lại hoặc là nếu nó có vận động gì đó đẹp đẹp thì mình có thể mình giữ lại 40% này mình coi thử coi làm sao nha yeah, lưu ý nha còn hiện tại đây là không mua mới yeah, có một số anh chị nói là mình mua trên 35 mà sau đây mình cho bán rồi thì nhìn chung là anh đã nói rất chia sẻ rất nhiều lần mình phải trung bình giá mình phải tây không để hạ giá vốn thì lên đây mình sẽ hòa vốn và mình có lời mình canh bán ra chứ bây giờ mình không thể nào giữ khư khư từ đây qua đây là không thể được không thể được không thể được, không thể được, không thể được cổ phiếu mà mình cũng phải chấp nhận những cái đấy thôi sau này mình ví dụ anh chị qua đã nó từng nói chia sẻ với anh chị xuống đây nè một là anh chị trung bình giá dưới đây lên đây mình bán hai là anh chị tắt áp từ đây qua đây luôn không tắt áp từ đây qua đây được không được qua nghĩ là lên đây có thể nó sẽ chỉnh về đây nó test lại cái gì đó xong nó bước lên đây là anh chị cũng về bờ phải không anh chị cũng về bờ thì ví dụ anh kêu bán được đây anh chị cũng được có bán được không anh chị đừng có bán để chi để lên đây anh chị về bờ do mình đã xác định cái quan điểm ở cái chỗ đó là khác nhau là mình kêu anh chị trung bình giá dưới đây để lên đây mình bán hòa vốn là hoặc là lời nhẹ còn nếu mình đặt không theo quan điểm là chốt bán hòa vốn lời nhẹ thì sao mình bắt buộc phải bắt buộc phải chấp nhận thôi chứ đâu có cách nào khác ha bắt buộc phải chấp nhận thôi rồi bắt buộc phải chấp nhận và nắm giữ thôi đâu có cách nào khác cái này là đại đa số 90 tới 95 phần trăm nhà đầu tư kẹt đất xanh đều sẽ trung bình giá đều sẽ trung bình giá còn nếu mà mình là trường phái là tắt áp để hòa vốn bán luôn thì cái đó mình sẽ phải giữ luôn phải không phải phải giữ luôn và chờ thôi đâu có cách nào khác nha rồi đó là cổ phiếu đất xanh tiếp tục mình nói tới nam long nay quay đầu nhìn chung là hôm nay bất động sản điều chỉnh hôm à, nay bất động sản điều chỉnh và nghĩ nam long có thể lên được khoảng bốn 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 ba bốn bốn hôm nay thật ra nó đang chạm cái gáp nè cái gáp đau ngay đây nè nó đang bị phản ứng nhẹ thôi và khả năng bất động sản tiếp nó sẽ lên được 44 nếu mạnh nó có khi lên được tới 48 nhưng cái này thật sự là hơi xa, à, thật sự là hơi xa. có nghĩ là chắc là có quanh 44 hơi là nên bán là vừa. À. Mua mới chắc chắn là không mua bất động sản qua không có kỳ vọng mua nhiều ở đây nữa. Kdh mình mua mua ở đâu mình cho mua ở đây nè. Mua Hy mua trung bình giá nha. Và mua đâu mua đây nè mua đây nữa nè phải không thì, hoặc là đây giá đỏ ok mua hình nè đây nó lên về tối mọi người thấy rõ ràng nó đang hình thành được rõ ràng đi theo cái cốc đi lên rồi phải không thì với trạng thái này của kdh quân kỷ kỳ, kỳ vọng có thể được 41 mốt à, lên bình bốn 41 sẽ bắt đầu nhả kdh ra à, mình bắt buộc mình phải đánh như vậy thôi không có cách nào khác đâu sẽ bắt đầu nhả kdh ra và chờ vòng sau mình nhặt lại nhìn chung là bất động sản bây giờ khá cao tiếp tục mình sẽ nói tới việc egc nhìn chung cứ đi lên gãy đi lên đỏ một cây đi lên đó một cây, bình thường không có gì cả và EGC quan kỳ vọng có thể lên được 223 đây là cái chớp cũ có khi mạnh nó có thể lên được 24 nhìn chung là mình sẽ bán, bán dần trong cái nhịp sau của nó còn nhịp này thì phần lớn anh chị hỏi qua là bán không quan nghĩ là nên giữ đi tại vì EGC mình cũng chưa lời nhiều lắm không chị cũng chưa lời nhiều lắm EGC mình lời bao nhiêu phần trăm mình mới là có 14 phần trăm thôi và nhìn dự địa thì vẫn còn tăng nữa nên anh chị có cái giữ bình thường nha khả năng tăng tiếp đó thật ra con EGC cái cây ngay đây nè mình quay lại con đất xanh nha đây nào, tăng nè chỉnh chỉnh tăng chỉnh chỉ khác là gì chỉ khác là con đất xanh nó màu đỏ màu xanh còn con EGC nó màu đỏ thôi nhưng chung quy là nó vẫn đang đi lên nha lưu ý nha nó thành ra mình đừng có thấy một phiên đỏ cái mình sợ mình bán ra mình sẽ bán trước target khá là xa nha qua bán thì được có bán hết bán năm trăm thôi tiếp tục mình sẽ nói tới cổ phiếu gì nói tới cổ phiếu uh, TCH à, có anh chị hỏi qua là tại sao quan lại tư vấn nhiều cổ phiếu như vậy thì mọi người còn phải hiểu á uh, mình không phải là tư vấn một lần quá nhiều mà là gì quá nhiều anh chị cần mua à, tức là anh chị vào những cái khoảng thời gian khác nhau ví dụ như là gì ví dụ như có anh chị vào ngay đây anh chị cần mua nó ngay đây có anh chị vào ngay đây anh chị cần mua nó ngay đây hoặc là nhiều cổ phiếu khác nhau tức là mỗi ngày hoặc là thị trường tốt luôn luôn có nhà đầu tư cần mua mà không có cổ phiếu chẳng lẽ bây giờ mọi người đòi đầu hán rồi tư vấn người 10 con nhưng giữa hán mọi người có cổ phiếu có tiền người đòi mua nữa thì đâu ra cổ phiếu cho mọi người mua phải không thì mình phải tìm những cái kèo có thể ăn được cho người mua thì đương nhiên danh mục sẽ nhiều lên nhưng mà mình có quản lý được không người hãy rõ ràng là qua vẫn quản lý được đầy đủ từ đầu tới cuối mà đâu có mất cái gì cho anh chị đâu đó à, không đó nên thành ra là tùy vào cái khả năng quản lý của mình nhưng mà rõ ràng giai đoạn này qua cũng đâu có cho gia tăng lên cái số cổ phiếu quá nhiều nữa bắt đầu bán và mua lại tức là sao hạ à, bớt một số con lên lại một số con tức là cái mức độ quản lý đã đạt tới tối đa thì mình sẽ không mua thêm đơn giản là vậy thôi nha chứ không phải là mua nhiều khuyến nghị một lọt rồi ngày nào cũng chúc mừng sai cái đó là tùy tại vì có những anh chị sẽ lời được tốt ở những cái con đó nhưng có anh chị hôm đó không có tiền Buổi sau họ cần mua mà cổ phiếu rất là đẹp mọi người có tư vấn không nếu mọi người là broker mọi người tư vấn mọi người kêu thôi anh đừng có mua anh nghĩ đừng có đầu tư nữa chờ nó chờ thị trường ok em cho chốt ở đây rồi em cho anh chị vào phải không ví dụ nói như vậy đó anh chị có chịu không, anh chị có chịu không nó thành ra là việc tư vấn nhiều hay tư vấn ít tùy thuộc vào khả năng quản lý và cái mốc thời gian anh chị phải theo dõi cổ phiếu theo dõi tem thì mọi người mới biết là mình mua khi nào mua khác nhau rõ ràng về thời gian thời gian thời gian các cổ phiếu điểm gia tăng khác nhau hoàn toàn nha yeah. đó chứ không phải là một lần là tự nhiên các bạn kêu người mua một lần mấy chục cổ phiếu không cái đó có bao giờ người thấy không có bao giờ thấy con kêu người mua lần mua lần bốn năm cổ phiếu đâu giờ có đâu phải không chủ yếu là gì chủ yếu là luôn luôn có người cần mua nhưng mà mua là vừa phải nha yeah. rồi đó là giải thích một tí là tại sao danh mục nó nhiều không phải nhiều đâu không phải nhiều đâu vì có những cổ phiếu chỉ giữ thôi chứ nó có, có mua bán gì đâu nhưng mà mình luôn luôn phân tích lại cho anh chị đầy đủ không có hiểu thì đây là kháng cự 13 kháng cự lớn không kháng cự lớn Dạ lên gần tới rồi thì nhìn chung tây xác hôm qua có nói là bức 12 là mua hiểm không cho những anh chị kẹt hàng có nói rõ là gì cho những anh chị kẹt hàng đây mình có nói rõ đây mình sẽ câu người coi lại đây nè, tay xác nè Tê xác đây nè không giờ đây mình nói gì tạo hai cái nến doji khá đẹp thì chỉ cần vượt qua 12 tầm 6 triệu trở lên anh chị có thể mua gia tăng từ 30 với tới 50 hàng có sẵn không à, tới 30 hàng có sẵn và chốt hót dần trên đây à, mình đã nói rất rõ ràng như vậy cái hàng có sẵn anh chị phải có hàng chị mới mua có chứ gì đâu phải không đó nó thành ra là mình đâu có bỏ cổ phiếu và mình cũng đâu có bỏ những cổ phiếu không tư vấn đâu cũng như là gì đã kêu chốt thì thôi nhưng mà chưa chốt thì mình vẫn cố gắng phân tích cho anh chị tới cùng nha anh chị lưu ý chứ không nên anti anti mọi thứ nha lưu ý nha tại vì đây hôm nay mình thấy có khá nhiều anh chị khá là anti rồi tiếp tục là gì tiếp tục là cổ phiếu VHG VHG sao mọi người coi là tất cả những bản tin phía trước quan đều nói một điều là gì nếu muốn mua cổ phiếu VHG cứ dưới giá 4 mà mua đi tại vì sao tại vì dưới 4 anh chị không mua một khi nó kéo bức á anh chị đâu có mua kịp nên thấy rõ ràng hôm nay sao mua kịp tại vì sao tại vì nó từ giá nhiêu tới giá đóng cửa hôm qua là 3.9 nè à. Đây là 4.2, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2 Nó nhảy có 2, 3 like Cái là gì? Nó tới trần mất tiêu rồi Đây là mình nhìn gì? Mình nhìn theo cái AmiRocker tính Nhưng thật ra VHG đang tăng 10% 10% ở trên đồ thị nó hiển thị là 10% đó à, 10% đó thì sao? Thì cái trạng thái nó tăng như thế này Chỉ có thể giữ rồi Chứ bây giờ sao mua được phải không? Tức là mình chờ nó xác nhận trên đây là sai hoàn toàn Vì sao? Vì nó là Benny Nó đi cái bước giá quá lớn Dẫn đến chúng ta không thể mua gia tăng ở gia cao được chỉ những cổ phiếu thị trường có bức giá nhỏ mới có thể canh điểm còn những cổ phiếu này là không thể canh điểm chỉ có thể canh hấp thì những anh chị đã có hàng chúc mừng anh chị còn cái câu hỏi có mua hiểm được không em thì nhìn chung quá Benny nổ thường là phải mua trước mới có lời chứ nó đã nổ rồi mà bây giờ muốn mua nó chỉ còn cái cách gì ví dụ như sáng mai nó nhúng về quanh 4.0 thử phần mai mua vào à, 4.0 4.1 nếu sáng mai nó về được quanh đây có thể thử phần mai mua vào kỳ vọng là năm bạn ra lưu ý nha tại vì nó quan có từng nói gì nó sẽ hình thành được cái cốc nha thì nó hệ nó lên được năm mạnh thì có khi nó lên được tới nhiêu tới 5.6 thì sao nha tùy nha tùy. rồi tiếp tục với HG xong rồi 577 577 nhìn chung là vẫn nén khá là chặt dưới 18.5 18.6 không bước qua được không? Không bước qua được nén khá là chặt ngay đây. Tạo cái mô hình bên đây khá là chặt rồi nè. Nhìn chung chúng ta cứ chờ thôi. Hôm nay tiền vào tối không? Hôm nay tiền vào một triệu rưỡi. Lớn cái cây này không? Cái cây này là nhiêu? 3,38 bán ra như bán ra 1 ,2 triệu 2 hôm nay tăng lên một triệu rưỡi và lên lại tới 18.2 rồi lên cao hơn cây này luôn rồi thì giờ chung là cứ chờ với con này nổ lên tới giá 21 22 mình canh bán ra lưu ý nha còn muốn mua thêm thì vượt 15.5 15, 18.5 15, 15, 18.6 18, thì canh mua thêm cho anh chị có hàng đã mua bên đây có hàng thì canh bức lên mua thêm tại vì anh chị đang hòa vốn hoặc lãi nhẹ nha lưu ý nha rồi đó là cổ phiếu 577 nãy giờ mình hình như mình sót con sale phải không sale nay lên tới ba ba rồi rõ ràng mọi người thấy nó có cái điều không? Nó bị bán nè, xong nó dẫn lên, nó bị bán nè, chắc gì nó không lên nữa, phải không? chắc gì nó không lên nữa và giá vốn chúng ta đâu? Giá vốn chúng ta tận đây, thì từ đây lên đây mình lại được hai uh, mấy ba chục trăm ba mấy rồi phải không? Hình như ba mấy rồi ba hai ba ba rồi. thì với trạng thái sell này thì sao? qua vẫn kỳ vọng nó lên được bốn uh, mươi, không vẫn kỳ vọng có thể lên được tới bốn mươi hoặc gần bốn mươi thì canh bán ra. Còn hiện tại anh chị cứ giữ bình thường, cho mình chưa cho bán gì cả, à, mình lời lớn nhưng mình còn không có cho bán. Sell lời hai mươi sáu phần trăm ở đây là quan tính. Uh, hay là tính xa để mình đo lại sao nhưng mà lời cũng được khá cao rồi. hai mấy mấy phần trăm rồi thì anh chị có cứ giữ bình thường. Thì xem sao? Nếu nó bùng nổ nữa thì chị giữ thôi nha, không có mua. Không có mua nữa. Quan thấy đánh giá là đây thôi, mình đừng có mua nữa, giữ thôi. Tại vì từ đây đến đây thật ra cũng không có còn nhiều cái khoảng trống này nó không còn nhiều. Ví dụ anh chị mua cái cây này nè, anh chị mua được. Không, tại vì sao? 1 T0, T1, T2, T3. Anh chị đủ tay cộng, anh chị có lời anh chị bán ra hồi mai, không? Bán lời có lời hồi mai. hoặc là anh chị giữ cái giá hấp á thì cho dù cổ phiếu nó có giảm anh chị có lắm hòa vốn thì mình bán, không, mình cũng đâu có mất cái gì. Nhưng mà nếu anh chị mua trên đây mà xui nó gãy xuống nó gãy giống vậy nè, Lộ khá là nặng. Vì sao người con sale nó là cổ phiếu nè, âm 300% á, không âm ít đâu nha luôn nha. Nó thành ra trên đây quan nghĩ là giữ chờ chốt không mua mới nha. Rồi, đó là toàn bộ cổ phiếu bất động sản luôn. real nữa đi xe cầm riêu nay bị bán quay đầu với khối lượng lớn cũng hơi nguy hiểm nha và dạ, xe cầm riêu nha đây Thấy chưa đây là cái đỉnh nè đây là qua tới à, qua tới đi được cái cung chưa được cái cung rồi không biết có kỳ vọng ở đây không kỳ vọng là 13 14 ở trên đây là cái cung lớn nhưng lại nó đi được cái cung nhỏ sao nó hình ra là trên trạng thái này là không mua mới nha hôm nay 7 triệu mấy này coi chừng đu đỉnh nha à, mọi người thấy rõ ràng không nhìn chung là kỳ vọng bất động sản sẽ, sẽ còn nhịp nổ cho con xe riêng lên 13 Thì anh chị canh bán ra dưới đây không mua nữa à, không mua nữa coi chừng nó sẽ trượt dài theo cái cạnh may và dạ, mấy đánh lên nha lưu ý nha Rồi đó là cổ phiếu bất động sản Nhìn chung là không còn nhiều điểm mua Không còn nhiều điểm mua và có rủi ro khá lớn Nha lưu ý nha Những cái con chưa chạy ví dụ như 577 Có thể nó sẽ còn chạy LDG hay Long Điền nữa không? Chưa chạy phải không? Nó rủ xuống xong này nó chạy nữa phải không? Tức là những cái con chưa chạy có thể nó sẽ chạy Nhưng không phải con nào nó cũng sẽ chạy mạnh nữa đâu Hoặc là nó bắt đầu bị phối ra rồi Mọi người thấy cái con đất xanh này nè Nãy giờ mình nói dừng bất động sản hay lâu rồi nha là con đất xanh này nè là gì mọi người thấy hỏng ra nó bắt đầu ra tin chưa tin ra khá là nhiều rồi đó tin uh, gì sky sơn tùng mtb phân ba gì con này rồi dự án miền trung nào đó dự án lớn nào đó cũng bắt đầu được đào ra nhìn chung là nó bắt đầu đã tin khá là nhiều nên là chúng ta cẩn thận không nên quá tự tin ở đây tiếp tục khu công nghiệp RVR dạo này bản tin nó phân tích hơi dài quan cảm giác là dạo này mình nói hơi nhiều nha nói hơi nhiều về các cái phân tích cổ phiếu thì có thể là sau này quan sẽ hạn chế lại còn hiện tại thì trong giai đoạn này còn tốt thì mình cứ tận hưởng đà nha tận hưởng đã. Còn sau này tính sao Rồi tiếp tục thì nhìn chung là tăng tốt thì cứ giữ thôi Rồi bây giờ thì kỳ vọng lên lại dùng giá 27, tám lên đây Thì canh bán ra Còn hiện tại anh chị cứ giữ không có điểm mua mới nha cao rồi Tiếp tục là gì SZC Do thời gian khá là dài nên qua sẽ không có tích mấy con lan man ở ngoài nha Nhìn chung là đánh lên đây tích lũy nền Lên đây lại tiếp tục xây cái nền Thì khả năng vẫn còn bước lên tiếp Có thể lên 58 tới 60 luôn thì canh bán còn ở đây không mua nữa lưu ý không mua nữa hôm nay ở xe trụ lại như vậy là tốt có thể sẽ đánh tiếp rồi tiếp tục nói tới gì? Ngành đầu tư công CE Trung quý vẫn đang bò lên thôi không? Tăng cây, chỉnh cây thì khả năng nó vẫn gướng lên được 22, 23 anh chị có thể canh bán ra Còn đây quan nghĩ là không nên mua nữa Lưu ý nha, cao rồi C4G, bước tiếp nữa không? Những con này còn dư địa Mình đã từng nhấn mạnh chị dư địa nó nằm đâu ngay giá 12 nè, ngay đây nè Ngay khi nó bước qua 12 là cái điểm anh chị vào á Mà anh chị không vào, bây giờ nó tăng tiếp rồi không? Nó tăng tiếp khối lượng vào rồi Sao mua được? Lên tới đây là không thể mua nha hay những anh chị mà muốn để có những cái tư vấn này trước trong phiên thì đương nhiên phải vào ra môn chăm sóc còn nếu mình xem trên bản tin đó thật ra là chuyện đã rồi quan trọng là lúc nó nổ đây nè anh chị có phát hiện được nó không nha yeah. ctd kệ nó thôi không kệ nó thôi nó đang tăng lên thì cứ kệ nó thôi ctd thì nhìn chung nếu ngày mai nó tiếp tục đỏ đầu phiên ở dưới giá quanh giá 60 chúng ta có thể nhặt thêm một phần nữa với ctd kỳ vọng vẫn là tới 70 tức là xây dựng hôm nay nó chỉnh thì khả năng ngày mai ngày mốt nó lại kéo tiếp lưu ý nha ctd và gì hòa bình tiếp tục hòa bình hòa bình mình đã bán năm mươi đây bán năm nghìn trăm đây rồi thì sao? thì nay nó chỉnh, thì nó có thể nó sẽ chỉnh nốt nghe sáng ngày mai và tiếp tục nó sẽ bùng nổ lên khoảng 23 ba. thì lên hai mình sẽ bán hết với hòa bình lưu ý nha còn ở đây mình còn năm nghìn trăm hàng mình cứ giữ bình thường. do giá vốn mình nằm tận đây lần. rồi tiếp tục là gì? tiếp tục là hết đúng nghĩa hay là vừa đi vừa sập hầm luôn không? em nghĩ thấy nè đi lên dòng đầu sụp mạnh lên dòng sai sụp nhẹn tí lên dòng ba sụp nhẹn tí lên dòng bốn sụp nhẹn tí lại lên tiếp sụp tiếp ờ. thì nhìn chung hết quan vẫn kỳ vọng một cái nhịp lên ba 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 năm có hay bức đỉnh không có hay bức đỉnh cho anh chị luôn còn bây giờ mình cứ dự không mua mới lưu ý nha con hết này quan nghĩ là ngày mai sẽ dựng nổ lại nổ tiếp thôi nhưng mà để mua vào thì nó khá là cao tại vì mỗi một cái lần qua về nè đây mỗi một cái lần như thế này nè nó sẽ kẹt vô một ít nữa nó sẽ... và con này luôn luôn là chỉnh hai cây có khi sáng mai nó lại chỉnh nó không đánh mà ngày mốt nó mới đánh thì sao đây nè hai cây nổ hai cây nổ hai cây nổ mà cứ chỉnh hai cây thôi nó thành ra là con không biết là nó có chỉnh ngay hay không hay là nó giống đây không à, nhìn chung là với con hết thì con nghĩ là giữ thôi không mua mới nha yeah. g 36 g 36 đương nhiên là quá ok rồi mình mua ở đây nè mình mua game ở đây thì bây giờ mình lời nhiêu rồi mình lời được 23 24 phần trăm rồi khối lượng vào vậy chơi gì nữa không qua đã từng nhấn mạnh với anh chị rất nhiều lần phía trước rồi những cái con này giữ tới cuối năm có ít x2 x3 tài khoản vì sao vì quá khứ nó đã từng làm rất nhiều lần quá khứ ấy, từng làm rất nhiều lần đây là cái phong cách của cổ phiếu thôi thì con này trước mắt vòng ngắn thì mình chờ lên tới 13 12 gì đó mình nó bán ra bớt à, bán ra bớt trên đây sau đó nó chỉnh lại rồi nó bứt lên thì qua sẽ hướng dẫn mọi người vào tiếp nhìn chung là những cái con này mình sẽ còn đi giờ tới cuối năm nhiều lần nhưng ngay đây không có điểm mua nữa lưu ý nha anh chị đừng có mua trên đây cao lắm rồi ví dụ sáng nay mà nó nhúng còn có thể kêu anh chị mua nhưng sáng mở cửa tăng luôn wow, sáng mở cửa tăng luôn thôi nhìn chung con này có lúc nó lên tới như 10.7 tăng gần 10 trăm nha yeah. thì g36 lên tới đây mình bán hết có thể lời được nhiêu có thể là được kỳ vọng cho anh chị là có thể là được trên năm phần trăm để mình gỡ lỗ là phần trước nó hẳn là lần trước ai cũng lỗ nha rồi đó là ngành xây dựng nhìn chung vẫn còn ok và có thể là đầu tư công chứ đầu tư công và các cổ phiếu xây dựng thôi thì có thể là kỳ vọng là nó vẫn còn tăng tiếp bình thường Chỉ cứ giữ bình thường và đừng có bán háo nhất là cái con hòa bình là cái con dễ bị bán nhất nè à, con hòa bình và con hết là cái hai cái con chơi khá là khá là mất dậy trên thị trường hai cái con này là hai cái con khá là mất dậy trên thị trường nè thì lưu ý hai cái con này rất là dễ bị hù nha rất là dễ bị hù nên chúng ta nên có quan điểm rõ ràng bán giá xanh không phải giá đỏ nha lưu ý nha rồi tiếp tục nói tới phân bón hóa chất dbm hôm nay quan có cho người vào dbm rồi không cho vào rồi năm trăm lót trước vì sao hôm nay bên dbm bước qua nè bước qua được cái trên giảm có khối lượng nhìn chung là không đạt lắm không đạt lắm nên nguyên ngày quan kêu người vào xong im re luôn tức là không có kêu mua thêm nữa nha tại vì sao chỉ những anh chị nào mua rồi có hàng ok giữ nhưng mua mới mình phải chờ thêm qua 47 nhưng mà mới kêu được 47.2 mới kêu được tức là nó phải bước qua đây nè để nó xác nhận gì cái cây này thất bại tất cả anh chị bán đây mất hàng không tức là hôm nay mình mua sớm một điểm để anh chị để ngày mai nếu nó bứt qua thì mình mua luôn hoặc là hôm nay nó bứt thì mình có sẵn hàng nó thành ra để với đêm mà anh chị khoan hãy một full hôm nay mình chỉ cho anh chị ghi nhận là gì mua năm mươi trăm kêu xong là nghỉ không kêu nữa không có khuyến nghị là mua thêm nữa để anh chị để chờ nó xác nhận qua hàng mình thêm được một ngày cộng nha lưu ý nha trạng thái này nên chờ đây xem mà để xem mà hôm nay cũng có nhịp nó bước qua được nào thấy không nhưng nó quay đầu xuống nó à, thành ra mình thấy con đi xem mà nó cũng quay đầu xuống rồi nên mình chờ thêm để coi sao ví dụ có tích lũy thêm vài phiên nó bùng nổ lên thì mình mới mua sao tức là những anh chị đã mua thêm phân hôm nay á mọi người cũng đừng có sợ mình nói vậy đừng có sợ chủ là gì chủ yếu là anh chị đừng có mua quá nhiều ngay bây giờ mình phải chờ nó thêm nữa tức là chờ thêm một nhịp xác nhận nữa rồi mình thêm vào him cũng được nhìn chung là vào cao hơn cũng được một tí nhưng mà xác nhận nó ok thật ra DCM mà hôm nay nó bước qua rồi nha cái cây này giá đóng cửa là 30.6 nè hôm nay mà đóng cửa 30.8 là cũng được rồi chứ không phải là xấu nhưng mà sao nhưng mà nó chưa bùng mạnh quá thì mình cứ từ từ thôi nha từ từ rồi tiếp tục là gì BFC BFC hôm nay bước đời nè không nhưng mà qua wow, được 24 chưa chưa qua được 24 mà không chưa qua được 24 mà thì nhìn chung nó có thể sẽ quay đây vài phiên rồi bước 24 mình mua thêm do giá vốn mình nằm đây không giá vốn mình nằm đây giờ mình vẫn giữ trong giai đoạn này nên anh chị cứ chờ đi phân quan nghĩ nó có thể nó sẽ bất đỡ cuối tuần này hoặc là đầu tuần sau gì đó không, nó có thể tích lũy thêm vài phiên rồi nó mới đánh nên chúng ta cứ chờ lót từ từ xác nhận mình hãy vào mạnh hơn Last, last nay đánh lên đường khúc nào nè không lên được dòng tiền vào mồi mồi nè thì nhìn chung con lát mình vẫn chú ý là 13.5 khi nào bước qua thì tính nha chứ ở dưới đây thì nhìn chung là chỉ mua phân nửa thôi đừng có mua nhiều rồi cái con DGC mình qua con DGC đi thẻ tàu đáy đi vài phiên trước khi nó chạy lên lại chú ý nha giờ dạ đây qua không khuyến khích mua nhưng mà sao nhưng mà nhìn cái con DGC coi chừng mất hàng nha tại vì ngày mai hàng về đây nè À, hàng về đây có thể nó sẽ rủ xuống nó test lại đấy sau nó bước lên nha đây là quan nhìn cái con DGC là có xu hướng nó sẽ làm vậy đó nên thành ra là những con phân đó, không biết là ngày mai nó có bị hàng về cây này bị áp lực không thì đầu phiên khả năng nó sẽ đỏ lưu ý nha đầu phiên khả năng nó sẽ đỏ cho cây này hàng về t không T1 T2 thì nếu nó đỏ mà nhìn đẹp đẹp á chiều chiều mình có khi mình mua thêm còn bây giờ thì trước mắt là 50 trăm TNG trước đi đây gà bò, bò bò cũng lên được 28 phải không? Đây là không phiên nào đóng cửa được 28. Đây mọi người có thể nhìn toàn bộ giai đoạn này không cây nào đóng cửa được 28, nay đóng cửa được 28 rồi. Thì trạng thái này là tốt hay xấu? Tốt. Hay công ty là cột cái điểm mua gia tăng đó là 28.5. Tại sao 28.5? Bước qua đây thì anh chị có thể xác nhận là nó sẽ lên được 31, 32 thì bán ra. Đây là mình mua đâu? Mình mua đây nè. Mua đây nè. Mua đây nè. Thấy không? Thì bây giờ nó bước qua đây mình lại mua thêm lần nữa là đây mình bán hết nha. Tạo được cái cục rồi tiếp tục về gì VGT Hôm nay cũng phiên ra kéo được thì Nhìn chung VGT mình mua hôm qua Hôm nay mình chưa có mua Mình chỉ ngồi chờ thôi Chờ gì Chờ nó nó test xong cây này nè Thì ví dụ ngày mai nó kéo đẹp đẹp Mình lại mua thêm gia tăng Lên target này mình bán Đánh ngắn thôi Lên đây ví dụ nó test lại một cái nó bứt thì mình mua lại sao NV Sau khi kéo mạnh cây okay, tích lũy về sao Tốt đẹp nha Nó hẳn là khá đẹp đó Thì với cái trạng thái này của nó Chỉ cần nó qua được giá 46 Ngành này sẽ bùng nổ. Lưu ý nha, ngành này sẽ bùng nổ. Đây nào người thấy đây nè, đập mạnh ông đập mạnh rơi lên kéo lại test lại cây này xong đánh liên tục luôn thì đây cái trạng thái này nó cũng giống giống như vậy nha lưu nha rồi tiếp tục VHC tương tự thôi kéo lên cây quay xuống nhưng mà chung quy là vẫn phải chờ xác nhận bước qua 83 tại bước qua 83 nó sẽ xác nhận cây này thất bại còn bây giờ chưa bước qua được thì cứ chờ nha cứ chờ rồi đó là ngành này tiếp tục mình sẽ nói tới cảng biển HAH nay tăng tiếp không nay tăng tiếp hôm qua nó nhúng mạnh nay tăng tiếp nè thì con này là giá khoảng 68.5 nha cho mình đẹp <laughs> đánh mạnh một cây test là một cây bình thường chờ HAH đánh thì nó sẽ dậy lên khoảng 55 này có hơi canh chốt nha Watch. Yeah. này đánh đẹp không quá đẹp rồi còn gì nữa đây nè gãy cái trên gãy xuống bước qua trên test lại một cây không lũng này đánh lên xanh thì kiểu gì nếu mà ngày mai HAH đánh câu này vượt 17.5 anh chị đang kẹt hàng trung bình giá vào ta ghét là khoảng 19 canh ban ra luôn nha 19 thôi không kỳ vọng nhiều rồi đó là ngành uh, cảng biển nhìn chung cũng chuẩn bị đánh thực phẩm đồ uống ít bờ tờ này bức rồi nè hôm nay bức nhưng mà không có kêu mua nhìn chung là mình không có kêu mua có ít bà tờ do hồi đó đánh thua nó nhiều quá nên cũng cay không muốn mua lại và có ít bờ tờ nhìn nó cao quá nên con không muốn mua nha thì ít bà tờ anh chị kỳ vọng ta target là khoảng 20-21 anh chị canh bán được rồi tiếp tục là gì đã bắt cô DBC không, không có kẻ đó không nó sẽ đi trong cái xu thế này đi xuống nay tăng có tăng nổi đâu hôm nay có tăng được bao nhiêu đâu Đây chủ yếu là gì nhỏ lẻ phô mô thôi thì cái trạng thái này có thể nó đình xình vài phiên thị trường chỉnh nó lại gãy xuống đây nó lại lình xình vài phiên nó lại gãy xuống đây không từ từ nó mới bước lên được thì nhìn chung trạng thái này á nó sẽ giống cái con này nè flc đây chắc gì đó là tăng ngay đây là nhìn nó, hôm nay nó mới đánh là từ đây đi qua đây à, năm tháng bảy một tháng 8 một tháng trời đó mọi người một tháng trời chỉnh đó chứ không ít đâu thì trạng thái này là bao nhiêu rồi đây là từ cái cây ra bắt đầu khúc này đi 18 tháng 7 nay mới nhiều nay mới tháng 8 mà mới được có nửa tháng rồi chứ bao nhiêu không chưa được nửa tháng nữa thì nhìn chung là còn chỉnh qua nghĩ mấy con này cần chờ thêm chờ thị trường chỉnh xong nhịp này nếu ok tôi sẽ hướng dẫn anh chị khách hàng mình vào nha còn anh chị bên ngoài nhìn chung là mình chỉ có thể nghe được bản tin vào cuối ngày thôi nha rồi anh chị muốn vào rơm quan thì cứ nhắn tin với quan và trợ bạn trợ lý mai hi tiếp tục ta hôm nay ta tích lũy gì đẹp không khá là đẹp rồi nó không khá là đẹp rồi đánh mạnh lên một cây test hai cây dinh bình thường ta hôm nay nó đỏ cả ngày cứ phiên tham chiếu nè thì con ta này chúng ta chờ nó vượt qua 25.5 nha 25.5 đánh mở biên ra đánh mở biên bạc lên thì cái điểm này là cái điểm gia tăng kế tiếp cho anh chị thì thường thường nó đánh cái nhịp này là nó sẽ vượt qua được cái điểm mình trước mình mua ở đây luôn nó sẽ có thể lên được tới 30 luôn nha nó thể lên được tới 30 mạnh nó có khi nó lên tới tới 32 luôn thì những cái con này mình cần chờ xác nhận nữa mình mua thêm à, ngành này qua cũng thấy đang có dấu hiệu muốn đánh rồi đó có công pan nè mình nhìn qua công pan đi nó cũng đi lên được nè ha đi nè rơi xuống nè đi lên sập hầm đi lên sập hầm đi lên thì cái nhịp này nó có thể nó gướng được tới 25 26 là tên đây là kháng cự nè thì nó có thể sập hầm về đây cái nữa rồi mới bứt nha nên lưu ý là cái ngành này đang tiền đang vào nhưng không phải con nào cũng ok để mua ở đâu ví dụ đây là mọi người mua đây đây người đâu có lời được bao nhiêu nhưng mà xui nó gãy về đây là mất nha ví dụ giống như nhịp này nào người thấy đánh là người thấy nó đẹp ngay đây người mua xong nó sập về đây cái người cắt lỗ ra nó lại chạy lên tiếp mua vào phục hồi sập xuống đây lại cắt lỗ ra lại chạy lên tiếp nên lưu ý cái điểm mua rất quan trọng nha chứ không phải cổ phiếu tốt là mua vào điểm nào cũng được tại vì mua có thể lỗ nha rồi tiếp tục mình sẽ nói các cổ phiếu còn lại tép ai mua đánh đẹp không thì ttf hôm nay qua có nhắn anh chị mua trong rơm mua trung bình giá là một lần nữa không ttf hôm nay lúc 10 giờ 26 ttf ai có sẵn hàng mua thêm 50 trăm 10 giờ mấy là buổi sáng là lúc đó nó khoảng khúc này nè khoảng 8.3 đây mình sẽ coi lại đây tin nhắn này là lúc bao nhiêu lúc 10 giờ 26 nha thì ttf 10 giờ 26 đây khúc này, đó, 10 giờ 26 ngày 2 tháng 8 là khúc này nè là khúc quanh 8.2, 8.3 nè, ba không? Cổ phiên này đây nè. Đây, 10 giờ tới 26 đây nè. Đó là mình sẽ đánh mua vào con tdf trung bình lần cuối. nên chi để cái nhịp này nó đã rủ anh chị xong. Thì nhịp này nó đánh nó có thể chạy hai bên đi nó sẽ hẳn lên 10 luôn. Lên 10 thì mình sẽ canh hà hết ra và mình hòa vốn và mình có lời mình ra hết luôn. Thì con này muốn mới được không? Nhìn chung tùy anh chị thôi. Khả năng là nó có thể nó nhúng được ngày mai giá đỏ anh chị có thể canh mua thêm. Đây là cái cây xác nhận tiền vào rồi đó. Xác nhận chỉnh xong rồi đó nha. Yeah. Rồi tiếp tục là gì? Ba con e à, con cổ phiếu cuối cùng hôm nay thất bại trong việc bứt lên mạnh nhưng mà nhìn chung là mình đâu có mua nữa nha mình đâu có mua nữa đây bứt lên nè à, bức lên rồi nhìn chung cái ba con a này thì chị cứ giữ bình thường tại vì cái trạng thái đi lên nè à, sụp nè à, đi lên nè à, sụp nè à, đi lên nè à, sụp và mỗi cái lần sụp của nó là sao từ từ nó ít dần và từ từ nó nhẹ dần đây lần này rất mạnh lần này nhẹ hơn tí lần này nhẹ hơn tí thì lên đây kệ nó thôi khả năng câu này qua vẫn có thể kỳ vọng nó dựng lên được trên 14 cho anh chị khúc này nè thì canh bán ra mình sẽ lời khá là lớn tiền vào không nha tiền vào không nha hôm nay khả năng là cái cây này nè để cho toàn bộ anh chị trong đây sợ bán ra khi thị trường rung lắc á anh chị có lời nhẹ anh chị bán ra hôm nay mất hàng á khả năng là có thể là nó sẽ đánh tiếp nha rồi thì đó là các cổ phiếu toàn bộ trên thị trường mà phân tích qua cho anh chị nhà tư cũng như là các cổ phiếu trong danh mục mình đâu có bỏ sót con nào mình đã từng tư vấn anh chị đâu, đó, Tất cả mình đã tư vấn rồi thì mình sẽ phân tích lại. Nếu cổ phiếu chưa kêu bán là mình sẽ phân tích tới cùng cho anh chị cũng như là kho heo rất sát nha, heo rất sát. Thì với cái trạng thái này thị trường thì bạn nghĩ là tăng tiếp bình thường thôi, không? Tăng tiếp bình thường thôi, đừng có quá tiêu cực. Nó hẳn là đừng có quá tiêu cực cái gáp ngay đây vẫn có thể chinh phục được trong nhịp này. Tại vì nếu nó lên đây nó chinh phục được cái gáp này nó gướng lên đừng tí, nó sẽ hình thành cái cốc À, nó sẽ hình thành cái cốc phải không? Đây nè, mọi người thấy nè. Đây có phải là hai cái điểm cốc không? Thì nếu nó lên nó hình thành được cái điểm này thì nó test nó sẽ test về đấy nè. Rồi nó bước lên dòng mới không? Nó bước lên dòng mới tại vì cái nhịp này cũng đã tăng khá là nhiều. Tăng mọi người thấy đây giai đoạn này đa phần là tăng không đâu có giảm đâu. Thì nhìn chung là nhỏ lẻ sẽ đu nhiều trên đây. Giờ nó chỉnh về đánh tiếp. Giai đoạn này là mua bắt đầu sẽ ít giật nãy giờ người thấy phân phân tích qua số cổ phiếu còn mua được nhiều không? Thật ra còn nhưng không nhiều bằng giai đoạn phía trước không? Không nhiều bằng giai đoạn phía trước, giai đoạn phía trước đi đâu cũng thấy chỗ mua, nhưng giai đoạn này bắt đầu thấy ít dần chỗ mua và cổ phiếu bắt đầu mắc dần. Lưu ý nha, chúng ta cần phải cân nhắc giữa cái việc mua cổ phiếu nào là tốt, có dư địa tăng hoặc là nếu nó gãy thì nó sẽ gãy ít chứ không phải là con nào cũng múc được. Rồi thì đó là toàn bộ bản tin hôm nay. Mọi người xem nhớ để lại khách video được đăng ký kênh cũng như là bản tin đã dài hơn một tiếng. Xem tới đây. Nếu anh chị còn xem thì thật sự là cảm ơn anh chị nha. Rồi xin chào anh chị. <laughs> Buổi tối vui vẻ.